chánh điện ngôi nhà của bạn. Thiền sư Siado Uchotika, người dịch sư Tâm Pháp. Lời nói đầu cho lần tái bản thứ hai. Tôi đã sửa chữa lại bản thảo tái bản lần thứ hai của cuốn Chánh niệm ngôi nhà của bạn cho dễ đọc hơn. Tôi rất vui vì đã hoàn chỉnh được cuốn này để chuẩn bị cho lần tái bản thứ hai. Thậm chí nếu có thể làm được tốt hơn nữa thì tôi cũng sẵn lòng. Khi đọc lại bài pháp này, tôi không bao giờ biết chán, mặc dù chính tôi đã thuyết giảng nó. Tôi cảm thấy như đang tự nhắc nhở chính mình. Đây là một cuốn sách mà bản thân tôi sẽ đọc đi đọc lại nó nhiều lần. Rất nhiều người đã viết thư cho tôi sau khi đọc cuốn sách này, bởi vì bài pháp này có thể được xem như là một người bạn thường nhắc nhở người đọc sống hạnh phúc, chuyển đổi tà kiến và thái độ sai lầm trở thành chân chánh. Vì vậy, tôi rất vui là mình đã thuyết bài pháp này. Dĩ nhiên là những hoàn cảnh và nhân duyên thuận lợi đã giúp cho bài pháp này được ra đời. Những điều này không thể nào xảy ra chỉ vì chúng ta muốn nó phải xảy ra. Xin chúc tất cả các bạn trở thành những con người có chánh kiến và thái độ sống chân chánh, có những lý tưởng cao thượng và luôn được hạnh phúc. Siado Uchotika. Lời nói đầu của lần xuất bản đầu tiên. Chánh niệm Sati là ngôi nhà của tâm. Một nội tâm không có chánh niệm cũng giống như một kẻ vô gia cư, chỉ đi đến những nơi chốn mà chân mình đưa tới, sống vào vật ở bất cứ nơi đâu, không có sự ổn định, không có sự bình an và an toàn dành cho anh ta. Anh ta cũng không có một chút giá trị gì. Hầu như ngay sau khi tôi thuyết bài pháp chánh niệm ngôi nhà của bạn này, đã có rất nhiều lời yêu cầu cho nó được xuất bản. Đây là sự đáp ứng niềm mong đợi của những người đã nêu yêu cầu đó. Khi đọc một cuốn sách, chúng ta có thể dừng lại ở bất cứ chỗ nào chúng ta muốn và dành thời gian để suy ngẫm thêm về những điều trong đó. Và chúng ta cũng có thể mang theo nó bên mình đi mọi nơi và đọc mỗi khi có được 10-15 phút rảnh rỗi. Và khi chúng ta muốn thảo luận với nhau, chúng ta có thể mở sách ra đọc và thảo luận cùng nhau. Con người hạnh phúc nhất là cuốn băng ghi âm được Ngài Sueumin Seado thường giới thiệu và cho tặng nhiều nhất cho các học trò và Phật tử của Ngài để nghe. Ai là người hạnh phúc nhất? Bản thân bạn có muốn là một người hạnh phúc nhất không? Ở trong lòng Đức Phật là một bài pháp dựa trên cuốn sách do một đệ tử cư sĩ của tôi viết. Tôi rất tự hào và rất vui khi thấy người học trò của mình đã có thể sống một cách bình yên, bất chấp vô số những khó khăn, phức tạp đã đến với cuộc đời anh. Nếu hạnh phúc có nghĩa là sự hài lòng, mãn nguyện, thì có lẽ ở trên đời này chúng ta sẽ chẳng có cơ hội để tìm ra được một chút hạnh phúc nào. Chỉ khi bạn biết sống hạnh phúc bất chấp những khó khăn mà cuộc đời đem đến cho bạn, thì khi đó bạn mới thực sự là người biết sống một cuộc đời hạnh phúc. Cầu chúc cho tất cả các bạn học được cách sống thật. Tôi muốn tặng các bạn một món quà bằng những lời nói của mình. Giá trị của những lời nói tốt đẹp là không thể đo lường. Còn giá trị của món quà vật chất thì luôn có giới hạn. Nếu bạn tặng một món quà vật chất cho bạn bè của mình, thì họ có thể sử dụng nó cho đến khi rách nát hoặc hư hỏng. Điều chắc chắn sẽ xảy ra trong một ngày nào đó. Nhưng lợi ích của lời nói thì không cùng.
Một lời nói, một tư tưởng nhỏ bé nhất cũng sẽ được một người biết trân trọng. Những lời hay, ý đẹp, ghi nhớ và suy ngẫm nhiều lần. Và rồi quan điểm và tư tưởng của người đó sẽ dần dần thay đổi. Khi anh trưởng thành lên thì cuộc đời anh cũng sẽ thay đổi ngày một tốt đẹp hơn. Nếu một tư tưởng thiết thực và lợi ích được áp dụng và thực hành trong thực tế của cuộc sống, nó sẽ mang lại những lợi ích vô hạn, vô cùng to lớn. Cá nhân tôi cũng đã rút tỉa được nhiều tư tưởng và kiến thức từ trong sách vở, và từ việc suy tư về chúng, nghiền ngẫm tư duy nhiều lần và cố gắng đem ra áp dụng. Nhờ vậy, tôi đã đạt được những tuệ giác sâu sắc ở nhiều từng mức khác nhau. Đó là lý do vì sao tôi thường có được sự hài lòng, thỏa mãn sâu sắc khi đọc qua, thậm chí chỉ là một hoặc hai dòng chữ thực sự có ý nghĩa. Tôi cảm thấy sung sướng, thỏa mãn với những tư tưởng cao đẹp, như thể chúng là những viên đá quý ruby nhỏ bé vậy. Vì vậy, tôi muốn dùng những lời hay, ý đẹp để làm những món quà kiến thức tặng tất cả các bạn. Bài pháp này được dựa trên sườn của một bài thơ thật hay về Pháp. Sách tôi thường chọn đọc nói chung là những sách về triết học, những chủ đề mang tính tư duy hoặc những thứ có liên quan đến Phật Pháp. Dựa trên những gì tôi đã học hỏi, thu thập được từ sách vở, tôi tư duy về chúng và đánh giá các sự kiện đã được viết đi, viết lại nhiều lần trong sách vở, so sánh chúng với những kiến thức của bản thân, và rồi đem ra thử nghiệm trong thực tế cuộc đời tôi. Tôi muốn khuyến khích các bạn cũng nên làm như vậy. Tất cả những cái tôi có thể làm được là nói cho bạn biết. Còn việc có thực hiện hay không trên thực tế là tùy thuộc vào chính bạn. Bởi vì bài pháp này ở dưới thể một bài thơ nên ngôn từ rất ngắn gọn, nhưng ý nghĩa của nó thì vô cùng rộng lớn và sâu sắc. Những bài kệ Katha được Đức Phật thốt ra về cơ bản là những bài thơ. Một số câu kệ trong ngôn ngữ Pali mang ý nghĩa hết sức sâu sắc. Chẳng hạn Appamado Amatang Padang, có nghĩa là không phóng dật, không sao lãng, buông lung, là bất tử. Nói cách khác là nhân đưa đến niết bàn. Không phóng dật là bất tử. Nói cách khác là nhân đưa đến niết bàn. Những từ rất ngắn ngủi, nhưng bạn có thể mở rộng ý nghĩa của nó ra xa đến mức mà sự thông minh và trí tuệ của bạn có thể làm được. Tôi đã cố gắng để hiểu được ý nghĩa của những từ này trong biết bao nhiêu năm trời. Pamado Machuno Padang nghĩa là sao lãng, phóng dật sẽ dẫn đến cái chết. Những từ này mang một ý nghĩa thật sâu sắc. Appamado Amatang Padang, Pamado Machuno Padang. Ngôn từ của bài kệ Bali này thì có hạn, nhưng nghĩa của nó thì rất mênh mông vô hạn. Nghĩa của nó là không phóng dật dẫn đến bất tử, phóng dật dẫn đến tử vong, vòng sanh tử luân hồi. Tôi đã phải mất bao nhiêu năm trời để cố gắng thấu suốt ý nghĩa của nó và hiểu được những từ này. Appamatta nabiyanti ye pammatta yathamata. Nghĩa của hai câu này là người không phóng dật sẽ không bao giờ chết, kẻ thất niệm thì sống cũng như đã chết rồi. Nếu bạn đã sống một cách thật chánh niệm trong một thời gian dài, khi đó bạn sẽ nhận thấy rằng sống một cách phóng dật, không chánh niệm, tự biết mình quả là một cuộc sống vô vị và khô cứng. Những người không có chánh niệm không thể cảm nhận được sự sống động của cuộc đời một cách thực sự,
Khi bạn đã thực sự bắt đầu sống miên mật cùng chánh niệm, thì càng chánh niệm, bạn sẽ càng hiểu được ý nghĩa của những lời tôi nói. Ở trong Đạo Phật, nếu chỉ dừng lại ở văn tuệ Sutamaya Panya, kiến thức sách vở, và tư tuệ Chintamaya Panya, hiểu biết do tư duy suy ngẫm, thì chưa đủ. Trước kia tôi cứ nghĩ rằng mình đã hiểu thật nhiều về Phật Pháp thông qua những kiến thức tổng quát và tư duy tri thức của mình. Nhưng khi tôi bắt đầu hành thiền và nhìn nhận mọi sự từ kinh nghiệm của chính bản thân mình, thì tôi mới nhận ra được khoảng cách giữa văn tuệ, tư tuệ với tu tuệ Phawana Mayapanya, trí tuệ phát sinh từ kinh nghiệm thực sự, xa vời đến mức nào. Bạn không thể nào hiểu được ý nghĩa của danh, nama và sắc, rupa qua sách vở. Chỉ khi bạn đã gia công tinh tấn trong thiền tập thâm sâu, khi chánh niệm, sati và định tâm, samadhi của bạn đã chín mùi, bạn mới nhận ra được bản chất của danh và sắc. Khi đó chính là tuệ phân biệt danh sắc, nama rupa pariccheda jnana. Rồi khi niệm và định trở nên mạnh mẽ hơn nữa, bạn sẽ nhận ra được quan hệ nhân quả giữa danh và sắc, đó là tuệ phân biệt nhân duyên, paccaya parigraha jnana. Tuệ giác này còn vi tế và sâu sắc hơn. Nếu bạn tiếp tục phát triển tuệ giác này, bạn sẽ đạt được tuệ thâm sát, sammasana jnana, sự hiểu biết sâu sắc về ba đặc tướng vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha, anatta. Đến trình độ này, chánh niệm đơn thuần và sự quán chiếu bằng tư duy suy nghiệm có thể vẫn còn đang xen trộn lẫn với nhau. Khi tuệ quán vipassana jnana, tuệ minh sát đã chín mùi, thì không còn tư duy nữa, chỉ có kinh nghiệm trực tiếp về sanh diệt. Khi đó bạn sẽ nhận ra rằng vô thường là cái bạn không bao giờ có thể diễn tả cho bất cứ người nào hiểu được. Mọi thứ đều là vô thường, mọi sự đều sanh và diệt ngay tức thì. Cái câu mà mọi người vẫn hay nói đó chẳng qua là những hiểu biết về mặt tri thức của họ mà thôi. Còn bản chất của thực tại chân đế luôn nằm ngoài phạm vi của ngôn từ. Khi bạn chắp hai tay lại với nhau, chúng đụng nhau và bạn cảm giác được nóng, mềm và sự chuyển động, không có cách nào để diễn tả cảm giác này thành ngôn từ được. Bạn chỉ có thể biết được các cảm giác này khi bạn thực sự xúc chạm và cảm nhận chúng. Và trong sự xúc chạm này, tôi muốn các bạn nhận ra rằng chỉ có các cảm giác nóng, mềm, sự chuyển động, chỉ những tính chất này thôi, không phải bàn tay, không có tôi, không hình thể, không dáng điều nào cả. Bạn phải thực sự cố gắng thật nhiều, điều đó nằm ngoài ngôn từ. Thậm chí ngay cả tầng tuệ giác cơ bản nhất, đơn giản nhất cũng không thể diễn tả được bằng ngôn từ. Để diễn tả nó, bạn phải giải thích bằng nhiều cách và sử dụng rất nhiều từ ngữ. Để hiểu được, người nghe cũng phải giải đoán được những từ ngữ đó đúng trong ngữ cảnh của nó. Đôi khi bạn phải dùng đến cả các ví dụ và ẩn dụ để diễn tả một điều nằm ngoài phạm vi của ngôn từ, phải cần rất nhiều đến sự giải thích bằng từ ngữ, bằng các lối nói ẩn dụ và ví dụ. Ở đây tác giả của bài kệ này cũng dùng những ẩn dụ để diễn đạt những điều ông muốn nói. Tôi muốn các bạn hãy cố gắng hiểu những gì mà tác giả muốn nói ở đây. Hãy cố gắng ghi nhớ trong tâm và suy nghĩ
tư duy về nó theo cách riêng của bạn. Tôi sẽ giảng chi tiết khi đi qua từng đoạn cụ thể của bài kể. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chuyển tải được toàn bộ ý nghĩa mà tác giả muốn chuyển đến các bạn. Thực ra, cuối cùng tôi cũng không phải là một người mà cái gì cũng biết. Tôi muốn các bạn hãy mở rộng nó ra và sử dụng cách tư duy logic của chính bạn. Thứ nhất, tôi không có cha mẹ. Tôi lấy đất trời làm mẹ cha mình. Đây là những lời nói của một con người. Con người là một phần của thực tại chế định Samutisaccha, hay còn gọi là tục đế Panyati. Người đó có cha mẹ. Tôi chưa bao giờ gặp một người nào không có cha mẹ cả. Nhưng đây là con người ở trong thơ ca. Ông có cha mẹ, nhưng ông không nói đến họ. Ông muốn nói rằng ông xem trời và đất như cha mẹ mình. Đây là một lối nói ẩn dụ. Nói ngắn gọn thì trời và đất chính là tự nhiên. Nếu bạn suy nghĩ về nó một cách sâu sắc, bạn sẽ hiểu rằng chúng ta đã từng lăn trôi qua không biết bao nhiêu kiếp sống và đã từng có vô số cha mẹ. Chúng ta mang một món nợ sinh thành quá lớn đối với cha mẹ chúng ta trong kiếp sống này và cả với cha mẹ trong vô số kiếp quá khứ. Nhưng có ai trong số đó mà chúng ta có thể nói là cha mẹ của mình trong cả vòng luân hồi dài đằng đẵng này? Điều đó là không thể có. Chúng ta luôn luôn thay đổi cha mẹ, và đôi khi chúng ta lại có cha mẹ là những người đã từng là cha mẹ của chúng ta trong những kiếp quá khứ. Ở thành phố Yangon này có một người đàn ông. Sau khi chết, ông ta tái sanh trở lại làm con của con trai mình. Lúc đó, con dâu đã trở thành mẹ và con trai đã trở thành cha của ông ta. Hãy xem, cuộc đời và vòng luân hồi này có những điều không thể tin được như vậy đấy. Thật là kỳ lạ và thâm sâu. Nếu chúng ta hiểu được những điều này, nó sẽ khiến chúng ta đối xử với nhau tốt đẹp hơn nhiều. Vòng sanh tử luân hồi này dài đến mức Đức Phật nói rằng không có một chúng sanh nào mà chưa từng là bà con, họ hàng, thân thích của chúng ta cả. Nếu chúng ta có một cái nhìn sâu sắc về vòng sanh tử luân hồi, hẳn là chúng ta sẽ đối xử với nhau một cách trân trọng và nhẹ nhàng hơn. Chúng ta sẽ hiểu và tha thứ được cho nhau nhiều hơn, kiên nhẫn với nhau hơn và biết làm việc vì lợi ích của người khác hơn. Nếu không có một thái độ như vậy, con người chúng ta sẽ trở nên rất ngã mạn. Chúng nó, tôi, cao, thấp và rất nhiều cách phân biệt đối xử khác. Hãy cố gắng thấu hiểu thế nào là cuộc đời và vòng luân hồi này, để mà chúng ta có thể nuôi dưỡng một tấm lòng trân trọng lẫn nhau, không khinh rẻ, coi thường một ai cả. Một người bạn của tôi kiếp trước vốn là một phụ nữ, bị chết trong một ca đẻ khó. Trong kiếp này, người đó lại tái sanh, lại là một người đàn ông. Bạn thấy đấy, bạn cũng có thể là một người phụ nữ bây giờ, một người đàn ông ở kiếp sau, vân vân, và còn tiếp tục như thế nữa. Có một bà cụ già chết đi và tái sanh làm đứa cháu trong chính gia đình ấy. Khi thằng bé đã đủ lớn khôn để hiểu biết mọi việc thì nó bắt đầu cư xử, nói năng cứ như bà cụ già ở kiếp trước của nó. Nó nhận ra những ngôi chùa và những đồ vật nó đã từng cúng dường trong kiếp trước khi nó nhìn thấy lại những thứ đồ ấy. Và khi xem ảnh bà cố của nó
thì nó nói rằng đây chính là tôi. Trong kiếp trước là một bà cụ già, nó đã rất muốn được trở thành đàn ông. Đó là lý do tại sao kiếp này nó được sanh làm đàn ông. Dĩ nhiên là như thế. Bạn có nghĩ là những sự kiện này thật thú vị và thật đáng sợ không? Điều đó có làm thay đổi cách nhìn của bạn về mọi việc không? Vậy hãy đối xử với mọi người trong sự hiểu biết về vòng sanh tử luân hồi này. Trong kiếp sống này, hình dáng bên ngoài và cơ thể của bạn được cha mẹ bạn ban cho. Song để được sinh ra trong gia đình cặp cha mẹ này thì điều đó lại được quyết định bởi nghiệp của bạn, karma. Nghiệp của bạn tạo cho bạn tâm tái sanh này, patisandhicitta, tâm tục sinh hoặc kiếp sinh thức. Cha mẹ bạn không thể cho bạn được điều đó. Tất nhiên bạn cũng phải có một mối liên hệ nào đó với cha mẹ bạn trong một kiếp quá khứ nào đó rồi. Nghiệp có nghĩa là nghiệp thiện, kusala kamma, và nghiệp bất thiện, akusala kamma, chứ không phải có một đấng toàn năng nào mà bạn không hề biết đến sẽ thao túng, giật dây bạn theo ý muốn của ông ta. Đó chỉ là những nghiệp thân, kaya kamma, nghiệp khẩu, vachi kamma, và nghiệp ý, manokamma, mà bạn đã gieo tạo trước đây. Mọi một tâm xảy ra, dù đó là tâm tốt hay tâm xấu, cũng đều để lại một tính chất nào đó. Mặc dù cái tâm thể hiện tính chất đó tự thân nó đã diệt mất hay đã tan hoại hoặc biến mất, nhưng tính chất của nó thì vẫn còn để lại đằng sau theo cách này hay cách khác. Nó sẽ còn hiện hữu ở trong những tâm sanh khởi tiếp sau đó. Điều này thật là sâu sắc và khó hiểu. Đức Phật nói rằng Kamma vipako acintayo, nghĩa là nghiệp và quả của nghiệp là những điều bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Điều này nằm ngoài khả năng hiểu biết của tư tưởng. Nó đòi hỏi phải có một loại trí tuệ cao hơn mới có thể nắm bắt và hiểu được nó. Một hành động về thân khẩu ý của chúng ta, kaya kamma, vachi kamma, mano kamma, đều mang tính chất thiện hoặc bất thiện. Nghiệp thiện kusala kamma hoặc nghiệp bất thiện akusala kamma là những đặc tính của tự nhiên. Chúng không phải đơn thuần chỉ là những khái niệm hay ý tưởng. Tôi muốn các bạn hãy hiểu điều này một cách thật sâu sắc. Không phải vì chúng ta nghĩ điều này là thiện mà nó sẽ trở thành thiện. Cũng không phải chúng ta cho điều kia là ác mà nó trở thành ác. Chúng chỉ là các đặc tính của tự nhiên. Chẳng phải vì bạn quyết định rằng ớt phải có vị ngọt mà làm cho ớt trở thành ngọt được. Cái gì tự nhiên, nó đã là cay thì luôn luôn nó vẫn cay. Như vậy, hiểu theo cách đó, thiện là bản chất hay đặc tính của các trạng thái tâm cao thượng. Những đặc tính mang lại sự hạnh phúc là những trạng thái tâm trong sáng và thanh tịnh. Thậm chí khi chúng ta vừa làm một việc thiện, chúng ta liền cảm thấy hạnh phúc và bình an ngay lập tức. Bất thiện là những điều hạ liệt, phù phiếm, không trong sạch và luôn thiêu đốt, đau khổ. Chúng mang lại những rắc rối và là nguồn gốc của khổ đau. Nếu bạn nhìn vào trong tâm mình mà cảm thấy tâm mình trong sáng, thanh tịnh và bình an, là khi đó thiện pháp đang có mặt. Nếu tâm cảm thấy buồn khổ, thiêu đốt, nóng nảy, hung bạo, khô cứng, hà liệt, thì khi đó bạn không cần phải hỏi cũng biết là trong đó
đang chứa đầy những điều bất thiện. Tất nhiên, chúng ta khó có thể nhận diện được ngay tức khắc những thiện pháp hoặc bất thiện pháp vi tế sanh khởi trong tâm. Tuy nhiên, nếu niệm sati và định samadhi của bạn tốt, bạn sẽ thấy được những tâm thiện và tâm bất thiện vi tế này. Một số người hỏi: Bạch Ngài, Ngài bảo chúng con phải chánh niệm, nhưng làm thế nào để biến chánh niệm này trở thành thiện pháp? Họ cảm thấy khó có thể hiểu được ngay vấn đề. Khi tâm chánh niệm trực tiếp về một đối tượng nào đó trong hiện tại, hành giả sẽ không còn suy nghĩ gì nữa. Nếu bạn thực sự chỉ hay biết một cách trực tiếp, sẽ không còn tư tưởng. Nếu tâm chánh niệm mạnh, tâm tham, lô bác, loại thô sẽ không còn sanh khởi trong tâm được nữa. Nếu tâm chánh niệm thực sự mạnh, thì sẽ không một tâm tham nào có thể còn lại trong tâm. Khi đó cũng không còn sân, đô sát, không còn ngã mạn, mana, ghen tị, issa, hiềm hận, macchariya, trào cự, uttacha, hối quá, kukucha, hôn trầm thủy miên, thinamitta và nghi ngờ, vichikicha gì nữa. Hãy tưởng tượng xem một nội tâm hoàn toàn không phiền não sẽ tuyệt vời đến mức nào. Nó thực sự trong sáng, bình an và sáng suốt. Người đã thực hành thiền lâu rồi sẽ biết rất rõ điều này. Khi bạn luôn có chánh niệm trong mọi lúc, tâm bạn sẽ luôn cảm thấy mạnh mẽ và đầy sức sống, rất trong sáng và an lạc. Bạn cảm thấy nội tâm mình đang thực thanh tịnh và cao thượng. Hãy cố gắng niệm tưởng đến Đức Phật mỗi khi bạn cảm thấy tâm mình đã thoát khỏi các phiền não. Khi đó, bạn sẽ thoáng hiểu được thế nào là Đức Phật. Bạn không thể nói là mình đã biết về Đức Phật chỉ vì bạn đã đọc về Ngài trong sách vở. Chỉ khi bạn niệm tưởng đến trạng thái tâm của Đức Phật, khi chính bạn đang chứng nghiệm được một nội tâm sạch bóng phiền não, khi đó bạn mới thoáng hiểu qua được về Ngài, và bạn sẽ thấy chính mình đang kính ngưỡng Ngài biết bao. Chỉ khi nào bạn đã tự mình trực tiếp chứng nghiệm được một nội tâm không phiền não, thì khi đó bạn mới thực sự hiểu được sự cao thượng của một nội tâm như vậy. Đó là lý do tại sao chánh niệm lại là một thiện pháp, một tâm thiện. Có rất nhiều điều chúng ta không thể biết về Đức Phật, nhưng nếu bạn chỉ cần biết một điều này thôi, bạn có thể thấy được Ngài. Có những lúc chính tôi đã kinh nghiệm được điều này. Khi tâm tôi cảm thấy thực sự thuần khiết, thanh tịnh và trong sáng, tôi nghĩ rằng ngay bản thân mình còn có thể cảm nhận được sự an lạc và trong sáng đến vậy, thì mình cũng có thể đoán được một chút gì về sự trong sáng, tĩnh lặng và thanh tịnh thuần khiết mà Đức Phật cảm nhận sẽ như thế nào. Tâm tái sanh, patisandhicitta, tâm tục sinh hay kiết sanh thức bị tác động bởi nghiệp. Nghiệp là quy luật tự nhiên, không chỉ mỗi là khái niệm hay ý tưởng. Một tế bào từ người cha và một tế bào từ người mẹ kết hợp lại để trở thành một tế bào hoàn chỉnh khác. Tế bào này lại tự nhân lên nhiều lần, và nó phải cần đến chất dinh dưỡng ahara. Không có dinh dưỡng thì nó không thể tự nhân ra được. Dinh dưỡng cũng là một thành phần của tự nhiên. Sau đó, nó cần phải có nhiệt độ thích hợp ở trong tử cung của người mẹ, không được quá nóng, cũng không quá lạnh. Nghiệp, kamma, tâm, citta, nhiệt độ, utu
và dinh dưỡng ahara là nguyên nhân, chúng thuộc về tự nhiên. Không có ai sáng tạo ra điều này theo ý muốn của họ được cả. Nếu bạn hỏi có phải cha mẹ tạo ra không, thì câu trả lời vẫn là không. Tuy nhiên, bạn có thể nói rằng tất cả đều được kết nối và liên quan với nhau. Mặc dù không có một nguyên nhân nào là duy nhất, nó xảy ra bởi vì tất cả các điều kiện nhân duyên thích hợp đã hội đủ. Tất cả nhân duyên đều là những định luật của tự nhiên. Thế nên nếu bạn suy nghĩ về nó thật cẩn thận và sâu sắc, tôi không có cha mẹ, tôi lấy đất trời làm mẹ cha mình. Điều đó có ý nghĩa thực sự. Thứ hai, tôi không có cửa nhà, lấy chánh niệm làm ngôi nhà của tôi. Sinh ra làm một con người, bạn cần phải có một chỗ trú ngụ có mái, có tường che và nền. Dù tốt hay xấu thì ít nhất bạn cũng cần phải có một chỗ có mái, có tường và có sàn để ở. Nhưng tác giả không nói đến một nơi chốn vật chất mà con người xây nên để làm chỗ trú ngụ cho cái thân vật chất này. Tác giả muốn nói đến một điều thật sự sâu sắc. Cái ông muốn nói đến là tâm sở. Ông lấy chánh niệm làm ngôi nhà của nó. Điều này thật sâu sắc. Người nào đã thực hành và làm cho chánh niệm của mình trở nên miên mật sẽ hiểu được sự sâu sắc, vi diệu và tác động lớn lao của những lời này. Mang cái thân người này, nếu không có nhà cửa, làm sao chúng ta có thể sống qua ngày đoạn tháng? Nay đây mai đó chẳng có chỗ nào ổn định, không có nơi nào để gọi là ngôi nhà của mình, không có nơi nào là chắc chắn đang sống yên ổn ở một nơi này. Có chuyện gì xảy đến lại dời đi một nơi khác, không được kính trọng và dĩ nhiên là nhiều nguy hiểm. Từ thời tiết, từ bệnh tật, trộm cắp và nhiều thứ nữa. Con người vô gia cư cứ chạy vòng quanh chỗ này chỗ kia, lủi thủi, cô đơn và vô giá trị. Một cái tâm không chánh niệm cũng như vậy. Ở chỗ này một chút, chỗ kia một tẹo, không bao giờ đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Có rất nhiều nguy hiểm từ các đối tượng bất thiện, tham, sân, ngã mạn, vân vân. Nếu tâm được sống trong ngôi nhà chánh niệm, nó sẽ được an toàn, được bảo vệ và tránh khỏi mọi hiểm nguy. Nó sẽ có được sự ổn định và phẩm giá. Chánh niệm là ngôi nhà của tâm. Người sống không chánh niệm sẽ có một nội tâm vật vờ, vô gia cư. Cái tâm đó đi chỗ này đến chỗ nọ, buông lung tán loạn, không chủ đích, một cái tâm thực sự xáo động và bất an. Khi bạn vừa thức dậy và có chánh niệm, hãy thực hành niệm hơi thở Anapana ngay lập tức. Bạn hít thở thật sâu, cơ thể sẽ nhận được nhiều oxy hơn. Não của chúng ta cần rất nhiều oxy. Vì vậy, khi bạn vừa thức giấc còn cảm thấy lờ đờ, buồn ngủ, hãy hít thở vài hơi thật sâu. Nó sẽ làm cho não của bạn trở nên tươi mới và sáng suốt. Hơn nữa, việc bạn chú tâm vào hơi thở sẽ kéo chánh niệm quay lại, và nó sẽ làm tâm bạn thêm thức tỉnh. Làm như vậy, bạn thu được cả hai lợi ích cùng một lúc. Hành thiền một chút trong tư thế nằm, rồi ngồi dậy và tiếp tục hành thiền ngay tại chỗ, trên giường. Bạn có thể vệ sinh thân thể sau. Ngay khi vừa tỉnh dậy là ngay khi đó bạn chánh niệm. Khi bạn đã giữ được đà chánh niệm liên tục và thành công trong một thời gian nào đó, rồi một nội tâm trong sáng, thuần tịnh, an lạc và tĩnh lặng sẽ bắt đầu đến với bạn. Bắt đầu một ngày mới bằng một tâm thiện, một tâm thiền, đó quả là một điều phúc lạc thực sự.
Bạn chưa rửa mặt ư? Cũng chẳng sao cả, cái tâm còn quan trọng hơn việc ấy nhiều. Sau khi bạn đã ngồi thiền như vậy một lúc rồi, nếu bạn ngủ trên một chiếc giường, hãy nhẹ nhàng nhấc chân ra khỏi giường và tiếp tục chánh niệm hay biết các cảm giác xúc chạm của bàn chân với sàn nhà. Rồi giữ chánh niệm khi bạn dậy đi rửa mặt, hay biết các cử động của mình, các cảm giác xúc chạm, hay biết cả sự chánh niệm của mình và mọi thứ. Hay biết mọi thứ khi bạn đang làm, bạn cũng không cần phải dùng đến ngôn từ để niệm hay ghi nhớ các hành động đó. Mọi sự xúc chạm không cần thiết phải niệm thầm câu hay tụng đọc cái gì cả, chỉ cần hay biết nó. Cái hay biết mọi sự xúc chạm này chính là cái mà tôi muốn các bạn thực hành. Ngay cả khi sự thực hành của bạn đã tiến bộ, niệm và định của bạn đã có thể bắt được những đề mục vi tế hơn, bạn cũng không nên bỏ niệm hơi thở và chánh niệm đối với các xúc chạm như là một nền tảng thực hành căn bản của mình. Sau đó, bạn có thể tụng kinh một chút, rải tâm từ một chút, rồi ngồi xuống hành thiền. Sau thời gian tọa thiền, bạn phải đi ăn sáng, làm việc nhà, và hãy cố gắng duy trì chánh niệm càng nhiều càng tốt khi bạn làm những công việc ấy. Đừng lo khi chánh niệm còn hời hợt, ngay cả chỉ một chút ít chánh niệm thôi cũng có lợi ích rất lớn đối với bạn. Nếu bạn cố gắng thực hành như thế này, dù chỉ để duy trì được một chút chánh niệm trong suốt cả ngày, bạn sẽ dần dần nhận thấy sức mạnh của tâm mình ngày càng tăng trưởng theo thời gian. Khi sức mạnh của tâm đã vững vàng, bạn sẽ thấy rằng khi bạn buông lỏng, thư giãn thoải mái và ngồi xuống hành thiền, chỉ trong vòng 5 phút, tâm bạn đã được định tĩnh và tập trung, định tâm đến thật dễ dàng. Sau bữa ăn sáng và các công việc khác sẽ là những việc bạn cần làm. Đến cơ quan hay làm những công chuyện, những trách nhiệm, bổn phận khác của mình. Nếu bạn tự lái xe, chánh niệm hay biết khi bạn mở cửa xe, ngồi xuống, đóng cửa, tra chìa khóa điện, mở máy, hay biết tiếng động cơ khi khởi động, hay biết động cơ đang rung lên nhẹ nhẹ khi bạn lái xe đi. Hãy cố gắng hay biết tất cả những điều này khi bạn làm, dù chỉ là biết một chút chút thôi cũng được. Nó không khó lắm đâu, bạn cứ thử xem. Trên đường đi, hãy chánh niệm hay biết tất cả những cái gì xảy ra. Lái xe một cách thật kiên nhẫn. Khi bạn đợi đèn xanh, đèn đỏ, hãy giữ một cái tâm thật mát mẻ và thư giãn, thoải mái. Con người hiện đại quá bận rộn đến nỗi mà ngay khoảnh khắc vừa mở mắt dậy, họ đã bị cuốn vào sự xáo động ngay lập tức. Họ không có được một sự bình an, tâm họ lúc nào cũng đầy căng thẳng. Cái căng thẳng này rất đáng báo động. Điều cần làm là phải luôn luôn chánh niệm, hay biết được sự căng thẳng này và thư giãn, buông lỏng nó ra. Có những sự căng thẳng có thể làm cho bạn trở nên kiệt sức. Đến nơi bạn làm việc một cách chánh niệm, bất cứ việc gì bạn phải làm trong công việc cũng làm trong chánh niệm. Thậm chí chỉ trong 5 giây cũng cứ hãy chánh niệm. Mọi người thường nghĩ rằng chỉ một chút xíu như vậy chẳng thể mang lại sự khác biệt nào, chẳng có lợi ích gì, và ngừng lại không làm nữa. Điều đó là không đúng. Bạn phải thử nghiệm nó. Sau một thời gian dài, bạn sẽ bắt đầu thấy rằng thậm chí chỉ một khoảnh khắc chánh niệm ngắn ngủi thôi cũng đủ đem lại một sự bình an nào đó cho tâm hồn, đem lại được sự cân bằng và hòa hợp cho tâm mình. Trong khi làm việc, nếu có điều gì đó không được trôi chảy và bạn bực mình, tức giận, hãy chánh niệm hay biết ngay điều đó. Nếu bạn đã có được chút ít chánh niệm
thì ngay lúc bạn trở nên giận dữ, bạn sẽ hay biết được nó liền. Bạn sẽ không để nó đến mức phải bùng nổ. Bản chất của sự giận dữ là khi nó xảy ra lần đầu tiên, bạn tức giận lần đầu, nó chưa bùng nổ ra ngay, nó vẫn còn có thể kiềm chế được. Nếu lại có một điều gì đó không vừa ý xảy đến với bạn, nỗi giận tăng thêm một ít, song bạn vẫn còn kiểm soát được. Một điều gì đó lại xảy ra và nỗi giận lại tăng thêm chút nữa, và bạn lại phải cố kiềm chế nó lại. Nhưng rồi cuối cùng một sự việc dường như rất nhỏ nhặt, không quan trọng nào đó sẽ đột ngột gây nên một sự bùng nổ ghê gớm, không thể kiểm soát được. Bạn không thể chịu đựng được thêm một chút nào nữa. Như vậy, khi có sự tích tụ những điều bất mãn, không vừa ý này được gọi là sân tàn dư, thì mỗi khi có một việc gì đó xảy ra, cái kho sân hận tiềm tàng còn ẩn giấu này sẽ lại được nhân lên. Nếu bạn ý thức được quá trình tích tụ những điều không vừa ý, Domanassa, ưu não này, và luôn chánh niệm quan sát hay nhận thức được nó sẽ bị hóa giải. Bản chất của sân hận là nếu bạn hiểu nguyên nhân của nó một cách thật cặn kẽ, và khi đó nó không thể mặc sức hoành hành, phô trương sức mạnh của mình được nữa. Nếu bạn có thể xử lý được những việc nho nhỏ hàng ngày hay làm bạn khó chịu theo cách như thế này, thì hầu hết những điều khó chịu đó sẽ không bao giờ lên tới mức của một cơn giận dữ bộc phát. Bạn sẽ thấy nhẹ nhõm, trút bỏ được rất nhiều chỉ từ một việc là bạn không còn bị bùng nổ trong cơn giận nữa. Những người xung quanh cũng không còn phải chịu đựng những hành động giận dữ của bạn. Và khi làm việc, bạn sẽ làm với một nội tâm bình an, với chánh niệm và trí tuệ. Khi đó, những phẩm chất tốt nhất của bạn sẽ bắt đầu được khai mở và mọi việc đều hoàn thành tốt đẹp hơn xưa. Bạn có thể nói rằng người nào cố gắng chánh niệm được suốt cả ngày là người đang sống trong chính ngôi nhà của họ. Đó là ngôi nhà chánh niệm. Đó là lý do tại sao bạn chỉ có thể hiểu được ý nghĩa của câu kệ "Tôi lấy chánh niệm làm ngôi nhà của mình", khi chính bạn phải tự mình thực hành, biết được tâm của mình sẽ mang lại cho bạn. 3. Với tôi không có sống hay chết. Tôi lấy nhịp sống hơi thở làm cái sống, cái chết của mình. Cơ thể này của chúng ta chỉ được sanh ra chỉ một lần trên đời, lớn lên, già đi rồi chết. Đây thực sự chỉ là một sự hiểu biết về thể lý, vật chất ở mức độ rất thô thiển mà thôi. Tác giả của bài kệ này không nói về mức độ thô thiển của cuộc sống và cái chết như thế. Ông muốn nói đến bản chất của cuộc sống và cái chết vi tế ở trong tâm, các hiện tượng tâm lý. Là một hành giả thực hành niệm hơi thở Anapana, tác giả muốn ám chỉ đến hơi thở của mình với lối ẩn dụ về những nhịp sóng triều lên xuống. Khi bạn hít vào, nó giống như nhịp sóng lên cao, và thở ra giống như một nhịp sóng xuống thấp. Khi bạn có được hình ảnh như thế này và chú tâm vào nó, bạn có thể quán chiếu về cuộc sống và cái chết. Bạn có thể thấy được, hiểu được cuộc sống và cái chết. Khi được Đức Phật chỉ dạy về pháp môn niệm chết Maranusati, nhiều tỳ khưu đã theo lời Ngài thực hành quán niệm về cái chết. Khi các tỳ khưu đến gặp Đức Phật, Ngài hỏi: "Này các con có quán niệm về sự chết không?" Chúng tỳ khưu trả lời: "Bạch Thế Tôn, chúng con có." "Thế các con quán niệm về sự chết như thế nào?" Một vị đáp: "Con thường quán niệm thế này: nếu con chỉ còn sống thêm được một ngày hôm nay nữa thôi,
thì thế cũng đã là tốt lắm rồi. Con sẽ dành trọn ngày cuối cùng của đời mình để hành thiền. Một vị khác nói, con thường tự nhắc nhở mình rằng nếu chỉ sống được thêm thời gian đủ để ăn thêm một miếng nữa thôi, thì thế cũng đã là tốt lắm rồi. Nói cách khác, con không mong mình sẽ còn sống lâu hơn thời gian để ăn đủ một miếng cơm nữa. Một tỳ khưu khác trả lời, nếu con được sống thêm chỉ một hơi thở nữa thôi, thì thế cũng đã là tốt lắm rồi. Con sẽ dành chút thời gian còn lại để hành thiền. Vị tỳ khưu này không mong là sẽ còn sống thêm được lâu hơn một hơi thở nữa. Như thế đủ để hiểu rằng cái chết nó ở gần chúng ta đến như thế nào. Người Miến Điện thường hay nói là trước khi kịp co tay vào và trước khi kịp duỗi tay ra, đây là một sự nhắc nhở rằng cái chết thực sự ở rất gần bên cạnh chúng ta. Đối với một số người, họ thấy được cái chết ở ngay trước mắt, không có chút thời gian nào để mà hoang phí nữa. Khi bạn thực sự biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào, khi đó bạn sẽ không còn hoang phí thời gian nữa. Tôi đã ba lần ở kề bên cạnh cái chết, và một lần tôi đã chắc chắn là mình thực sự sắp chết đến nơi rồi. Tôi rất mệt mỏi và kiệt sức. Khi bạn đã tới chỗ mà bạn không còn có thể chịu đựng thêm được bất cứ điều gì hơn nữa, dù nhẹ đến đâu, thì đó là lúc bạn biết rằng mình đang chuẩn bị chết. Lúc đó tôi đã thực sự phải cố gắng kiểm soát bản thân mình bằng cách chánh niệm. Và tôi tin rằng chính nhờ sự chế ngự bằng chánh niệm ấy mà tôi đã không chết. Nếu tôi không thể giữ được bình tĩnh và giữ cho tâm mình yên tĩnh, mát mẻ, thì tôi nghĩ mình đã tới lúc không thể chịu đựng thêm được nữa và chỉ còn chết mà thôi. Thân và tâm này luôn vận hành cùng với nhau. Nếu tâm không còn có thể chịu đựng được thêm chút nào nữa, nó sẽ làm một cái gì đó có tác dụng như một câu nói đủ rồi đối với thân, và nó sẽ thực sự làm như vậy. Khi tôi gần chết và nghĩ lại những việc mình đã làm trong quá khứ, tất cả quay lại với tôi thật rõ ràng. Tôi có thể nhìn thấy được chúng. Chỉ một việc nhỏ nhất cũng đủ làm cho chúng ta chỉ vào mặt nhau, thù hằn, đấu đá nhau đến mức không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt nhau nữa, và mang lại cho nhau thật nhiều nỗi đau đớn khổ sở. Chúng ta đã bỏ ra quá nhiều thời gian quý giá, bỏ ra bao nhiêu năm trời chỉ để làm cho người khác đánh giá cao về mình dưới cái vỏ danh vọng, tiếng tăm và uy tín. Chúng ta chỉ làm những việc mà nhờ đó mọi người sẽ đánh giá cao về mình, để mà chúng ta có thể ăn ngon, mặc đẹp và sống thoải mái. Có được ba nhu cầu cơ bản này cũng là điều quan trọng, nhưng chúng có phải là những điều quan trọng nhất để làm trong cuộc đời chúng ta không? Tôi chỉ nghĩ đến điều này khi tôi ở kề bên cạnh cái chết. Thực sự, tôi đã sống cuộc đời của mình chỉ cho người khác. Mọi người nghĩ rằng họ sống cuộc đời của chính họ, nhưng đó chỉ là một suy nghĩ đầy bóng dáng của cái tôi. Nhưng dù bạn có nghĩ cho mình đến thế nào đi nữa, thì con người cũng không bao giờ thực sự sống cuộc đời họ cho chính bản thân họ. Họ sống cuộc đời họ cho người khác. Cái tôi muốn nói ở đây là chúng ta cố sống sao cho người khác đánh giá cao về mình, nghĩ tốt về mình để cho người khác được hài lòng. Chỉ khi tôi nghĩ đến những điều này bên ngưỡng cửa cái chết,
tôi mới thấy được nó rõ như ban ngày và không thể phủ nhận được. Nếu bạn sống với chánh niệm và trí tuệ, thì ngay trước lúc bạn chết, bạn sẽ có thể hiểu được cuộc đời một cách sâu sắc hơn nhiều. Bạn có thể nói rằng cái nhìn của bạn lúc đó sẽ hoàn toàn thay đổi, và điều này sẽ dễ xảy ra hơn khi bạn đã có một thói quen hành thiền lâu năm. Khi kiểm điểm lại toàn bộ cuộc đời mình, bạn có thể thấy được việc gì là việc quan trọng nhất để làm. Nó rất rõ ràng. Tôi thấy một cách rất rõ ràng những điều tôi đã làm bởi vì nghĩ chúng là quan trọng. Thực ra, chỉ là những điều tôi làm để cho người khác đánh giá cao về tôi, nghĩ tốt về tôi mà thôi. Còn thực sự cái gì là điều quan trọng nhất để làm? Câu trả lời là phát triển trí tuệ. Chúng ta sinh ra là để học hỏi và phát triển trí tuệ. Và để điều đó xảy ra, bạn cần phải có tấm lòng hào hiệp và một nội tâm thật cao thượng. Tấm lòng hào hiệp và một nội tâm cao thượng luôn đi cùng với nhau. Nói một cách hình tượng thì những nhu cầu căn bản của cuộc sống, thức ăn, quần áo mặc và nhà ở cũng giống như nền móng của một ngôi nhà, trong khi tấm lòng hào hiệp quảng đại của trí tuệ và sự cao thượng của tâm hồn giống như hai mái nhà. Tôi đã phải bỏ ra biết bao nhiêu thời gian để theo đuổi con đường phát triển trí tuệ này đây. Tôi đã đến trường, học tới đại học, song những kiến thức tôi học được ở đó chỉ có thể giúp tôi làm việc để kiếm sống mà thôi. Đó vẫn chưa phải là sự học hỏi sâu sắc nhất. Hiểu biết về khoa học, bằng cấp, chuyên môn, kế toán và kinh tế, đó không phải là trí tuệ. Nhưng con người lại không biết dành thời gian để học những kiến thức thực sự liên quan đến chính cuộc sống của mình. Nếu bạn chỉ sống như thế này thôi, đến lúc chết bạn sẽ nhận thấy rằng mình đã sống thật phù phiếm, hời hợt, và rồi sẽ thấy hối tiếc. Có thể lúc đó bạn sẽ tự nói với chính mình: nếu tôi không chết, chắc chắn tôi sẽ chỉ làm những việc giá trị nhất cho bản thân mình. Khi tôi còn trẻ, tôi đã chép lại một câu ở trong một cuốn sách tôi đã đọc: hãy đọc cuốn sách hay nhất đầu tiên, kẻo bạn sẽ không còn cơ hội để đọc nó nữa. Nếu suy ra từ câu nói đó, bạn sẽ hiểu được câu nói này: hãy làm việc quan trọng nhất đầu tiên, kẻo bạn sẽ không còn cơ hội để làm nữa. Tôi nghĩ điều này sẽ giúp bạn hiểu một cách sâu sắc hơn. Song bạn không thể lơ là, bỏ mặc tất cả mọi thứ trên đời với lý do là để làm những việc quan trọng nhất. Là một con người, một thành viên trong xã hội, chúng ta có rất nhiều bổn phận phải làm. Nào là sự sinh nhai, làm ăn kiếm sống, nào là con cái, trách nhiệm xã hội, chính trị, tôn giáo, vân vân và vân vân. Nhưng giữa tất cả những công chuyện bộn bề đó, chúng ta vẫn phải tìm ra thời gian cho bản thân mình, bất cứ lúc nào cũng được, để phát triển nhận thức về một bản chất cao hơn và sâu sắc hơn của chính mình. Không còn gì phải phân vân, nghi ngờ về việc này nữa. Nếu chúng ta làm các công việc hàng ngày của mình, dù đó là để kiếm sống hay thực hiện các bổn phận, trách nhiệm với xã hội, với một thái độ chân chánh, với chánh niệm và trí tuệ, thì chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều bài học, làm tăng kiến thức và hiểu biết của mình từ trong chính những hoàn cảnh này. Khi đối mặt với những khó khăn, thăng trầm ở đời, tám pháp thế gian hay tám ngọn gió đời, Lokathamma, là bốn cặp giàu sang và khốn khó, vinh và nhục, hạnh phúc
và đau khổ, được ca tụng và bị chỉ trích. Chúng ta có thể học hỏi với chánh niệm và trí tuệ, sẽ thu được rất nhiều kiến thức từ chính những kinh nghiệm này. Trong cuộc đời có rất nhiều bài học để chúng ta học hỏi. Trong một bài pháp trước đây, tôi đã nói bạn sẽ phải học các bài học trong đời. Chúng ta đã đăng ký trọn thời gian trong một trường học không chính thức được gọi là cuộc đời. Toàn bộ cuộc đời của chúng ta là một trường học. Chúng ta học dưới mái trường này từ lúc mới mở mắt lọt lòng cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay từ dạ cõi đời. Mọi thứ chúng ta trải nghiệm trong đời, mỗi âm thanh, mỗi hình ảnh, dù tốt, dù xấu, cũng đều chỉ là những bài học, không có một ngoại lệ nào cả. Nếu chúng ta có thể học từ nó, chúng ta sẽ trở nên ngày càng trí tuệ hơn. Nhưng để có thể học được các bài học từ trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, chúng ta lại cần phải có chánh niệm. Nếu chúng ta thất niệm, đạn trí và với cái tâm chai cứng, nhẫn tâm, thì chúng ta sẽ không học được bài học nào cả và cũng chẳng có được chút trí tuệ nào. Cuộc đời là một trường học. Từ khi sinh ra đến lúc chết đi, chúng ta đều ở trong trường học đó. Mọi thứ chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời này, những thứ chúng ta nghe, nhìn, dù xấu hay tốt, cũng đều là các bài học. Nếu chúng ta biết cách học bài, chúng ta sẽ có trí tuệ và tri kiến. Xong, để học được những bài học này, chúng ta cần phải có chánh niệm sati. Sống phóng dật, lơ đễnh thì chúng ta sẽ chẳng học được gì cả. Trẻ con đến trường, ngồi trong lớp mà mơ mộng, suy nghĩ vẩn vơ đâu đâu, thì sẽ không nghe được thầy giáo đang giảng những gì. Chúng sẽ không hiểu, không ghi nhớ được bài học, và rốt cuộc sẽ không học được bài. Trong cuộc đời, chúng ta luôn quay cuồng bận rộn, sống buông thả, hời hợt và đầy ảo tưởng mộng mơ, nên dù chúng ta đã đi qua biết bao thăng trầm trong đời, nhưng rốt cuộc cũng chẳng học được bài học nào. Nếu chúng ta muốn học được nhiều bài học, thì phải thực hành cách sống chánh niệm thật nhiều. Chúng ta phải luôn luôn chánh niệm, tỉnh thức, đó là con đường duy nhất để học bài. Khi nhìn một cái gì đó, bạn cảm thấy thế nào? Khi nghe, bạn cảm nhận ra sao? Khi nghĩ về một điều gì đó, bạn có cảm giác gì? Chúng ta phải học cách thực sự chú tâm vào những điều này và quan sát chúng trong chánh niệm. Bạn có thể nghĩ một cách vô trách nhiệm rằng, ôi dào, tôi không thể làm được điều đó đâu. Hãy cố gắng thực hành mỗi lần một chút vào một lúc nào đó thôi. Làm từ từ, theo thời gian, bạn sẽ học cách làm điều đó từng chút một. Nó dễ thôi mà. Mỗi khi có dịp gặp nhau, tôi thường sách tấn, khuyến khích và nhắc nhở. Cuối cùng thì một số Phật tử của tôi cũng đã thử cố gắng hành thiền. Một số đã hành thiền được 4-5 năm, một số đã được 10 năm. Từ việc lúc đầu chỉ nhớ chánh niệm mỗi ngày một lần vào cuối mỗi ngày, và họ không cảm thấy chán, cho đến khi họ chánh niệm được cả 1 phút mỗi ngày, rồi họ cố gắng được đến 5 phút chánh niệm liên tục không gián đoạn. Dần dần họ tiến bộ đến mức có thể ngồi thiền và giữ tâm theo dõi trên hơi thở được 15 phút. Sau đó, họ bắt đầu cố gắng giữ chánh niệm từ lúc mở mắt dậy cho đến khi lên giường, đi ngủ. Chánh niệm hay biết mọi thứ, hoặc hay biết tất cả, bất cứ cái gì xảy ra trong tâm. Và họ đã tiến bộ đến mức có thể thấy được tâm chánh niệm của chính mình, nghĩa là chánh niệm hay biết được tâm chánh niệm của bản thân. Đôi khi gặp nhau, tôi hỏi họ, có lúc nào con bị thất niệm liền một lúc cả 5 phút hoặc cả trong 10 phút không? Họ đáp, không, dù rằng chánh niệm có khi hời hợt hay xít sao, cặn kẽ, song ít nhất chúng con cũng luôn có chánh niệm,
Không có lúc nào là hoàn toàn vắng mặt chánh niệm cả. Bất cứ việc gì chúng con đang làm, ít nhất cũng có một chút ít chánh niệm trong đó. Khi đã thực hành tương đối thuần thục, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy dường như là có hai cái tâm. Đối với những người đã kinh nghiệm qua điều này thì không có gì là lạ. Có một cái tâm hay biết công việc đang làm và hay biết bạn đang làm việc đó. Và có một cái tâm khác biết cái tâm đó nữa. Khi bạn không còn chánh niệm hay biết công việc đang làm hay các hoạt động của tâm mình thì đó là tâm si, moha. Khi có tâm si thì không có chánh niệm. Một người đã thực hành chánh niệm nhiều sẽ thấy mình cảm thấy rất mệt mỏi, thiếu sức sống mỗi khi tâm si đến và họ không còn chánh niệm được nữa. Bạn cảm thấy mỏi mệt, tâm bắt đầu xáo động, bất an. Nó không còn cảm thấy an lạc nữa. Ngay lập tức bạn trở nên chánh niệm hay biết về điều đó và bắt đầu quan sát nó. Bạn không thể sống thất niệm trong một thời gian dài được. Ngay cả khi bạn nói chuyện cũng có một mức độ chánh niệm nào đó, chỉ hoàn toàn nhờ vào lực đẩy của thói quen mà chánh niệm sẽ diễn ra một cách tự động. Bạn không cần phải cố gắng chút nào. Bạn hay biết ý thức được mình đang nói gì và định nói gì. Bạn cũng dành cơ hội cho người đối diện được nói, lắng nghe một cách cẩn thận và sẽ hiểu được điều họ muốn nói. Như vậy, sự giao tiếp cũng được trôi chảy tốt đẹp hơn. Bạn phải cố gắng giữ được chánh niệm và sự quan sát càng nhiều càng tốt trong suốt cả ngày. Bất cứ người nào thực hành được như thế sẽ thấy mọi việc diễn ra trong thân và tâm mình một cách hết sức rõ ràng và sâu sắc. Khi chánh niệm thực sự mạnh, mọi suy nghĩ, tư tưởng sẽ hoàn toàn chấm dứt. Tâm trở nên hoàn toàn yên lặng. Khi có được sự yên lặng trong tâm, bạn sẽ chánh niệm hay biết được một cách trực tiếp các cảm giác trong thân hoặc bất kỳ một đề mục nào khác. Nếu bạn nhìn vào tâm mình, bạn sẽ có thể quan sát được tính chất tĩnh lặng và thanh bình trong tâm. Khi bạn đã chánh niệm được một cách sắc bén như vậy, nếu có một điều gì thu hút sự chú ý của bạn thì bạn cũng chánh niệm về nó ngay lập tức. Khoảnh khắc bạn hay biết về nó liền biến mất. Và bạn cũng thấy được cả điều này nữa. Bạn không suy nghĩ về nó, bạn thấy nó ngay lập tức. Bạn biết nó bởi vì bạn cảm nhận được nó. Bạn sẽ thấy được đặc tính tự nhiên của một hiện tượng, đó là sanh và diệt ngay tức thì. Đó là chánh niệm về sự sanh diệt. Những người đã hành thiền một cách nhiệt tâm, tinh cần sẽ thấy sự sanh và diệt cũng như là sự sanh ra và chết đi. Tri kiến về sanh tử này thật là sâu sắc và cực kỳ vi diệu. Đối với hầu hết mọi người, họ đã sinh ra cả một thời gian dài trước đây, dài như số tuổi của họ, dĩ nhiên là như vậy. Họ không hề biết được quãng đời còn lại sẽ là bao lâu nữa. Có thể họ nghĩ tới cái chết đối với mình vẫn còn xa lắm, và như vậy họ sẽ chết một cách không chánh niệm. Người hành thiền thì không như thế. Cái gì đang diễn ra bây giờ là sanh, và cái gì đang diệt đi bây giờ là chết. Họ thấy ra được điều này, ồ, thật thâm sâu vi diệu biết bao. Đó là lý do tại sao càng có trí tuệ thì bạn sẽ càng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của những từ này. Tôi lấy nhịp sống. Bốn, tôi không có năng lực siêu nhiên. Tôi lấy sự trung thực làm năng lực siêu nhiên cho mình. Có nhiều người khi thiền tập vẫn còn đang ở giai đoạn chập chững, non nớt, đã muốn ít nhất là đôi lúc có được một chút năng lực huyền bí nào đó
như là khả năng thấu thị thiên nhãn, hay có thể tạo ra được những hình ảnh phi thường, đại loại là những thứ như vậy. Khi trí tuệ bạn đã trở nên trưởng thành hơn, bạn sẽ không còn bị ấn tượng bởi những năng lực phi thường ấy nữa. Tác giả của bài kể này coi trọng và đề cao giá trị của trí tuệ. Vì vậy, ông nói ông không có năng lực siêu nhiên nào. Ông lấy tấm lòng chân thật làm sức mạnh siêu nhiên của mình. Sự chân thật quả là có năng lực thật vĩ đại. Nếu nói một cách thực sự hoàn toàn chân thật, mặc dù tôi hy vọng là mình cũng không quá chấp vào điều đó, tôi phải nói rằng thành thật 100% là một điều cực kỳ khó, khó vô cùng. Đó là lý do tại sao trong một bài kinh, Đức Phật đã hai lần nhấn mạnh đến từ trung thực và chánh trực. Ngài nói Uchucha Suchucha trong Từ Bi Kinh, nghĩa là ngay thẳng và chánh trực. Con người rất cần sự chân thật trong quan hệ với nhau. Giả bộ yêu thương trong khi mình thực sự không hề thương yêu, hay cố tỏ ra thích trong khi mình không thể thích, những điều đó làm cho cuộc sống thật vô nghĩa. Sự gượng gạo, giả tạo không bao giờ có thể mang lại sự thỏa mãn thực sự cho tâm hồn bạn. Chỉ có những điều chân thật mới có thể mang lại sự thỏa mãn thực sự cho mình. Đôi khi có người nào đó ghét bỏ, giận dữ với bạn nhưng lại cố giải đò, đóng kịch là không phải vậy. Bạn sẽ thấy rất khó chịu phải sống như thế. Vẫn biết rằng thực ra anh ta, chị ta đang rất ghét mình, giận mình. Thực sự thì tôi thích người đó cứ nhận là mình đang giận còn hơn. Cuối cùng thì tốt nhất là cứ thẳng thắn với nhau, sau đó chúng ta có thể thực sự nói chuyện với nhau về vấn đề khúc mắc giữa hai người, và có thể cả hai sẽ tìm ra được một cách giải quyết nào đó cho ổn thỏa. Nếu người đó vẫn không chịu thừa nhận điều đó, vẫn cứ giả bộ vô tư và nói những điều đại loại như "Ồ, không, tôi không phải là loại người hay cáu giận như vậy đâu." Như vậy thì mọi thứ vẫn còn tiếp tục thật khó chịu, không có cách nào để giải quyết vấn đề được cả. Không chịu thừa nhận có thể khỏa lấp vấn đề đi được một lúc nào đó, nhưng sẽ không làm cho nó biến mất được. Để có quan hệ giao tiếp thật sự chân thành, hết mình, thì sự trung thực và cởi mở là rất quan trọng. Chân thật, cởi mở và quan hệ chân thành với tất cả tấm lòng, điều đó quả thật là thỏa mãn, đầy đủ. Nó cũng rất là hữu hiệu trong việc xây dựng nên một nhân cách và trí tuệ ở cả hai phía. Không có trung thực sẽ không có sự trưởng thành thật sự. Trong thiền tập cũng vậy, chỉ có một sự chân thật hoàn toàn mới dẫn đến tiến bộ. Một thiền sinh phải không được nói dối, không được giả bộ biết những điều mà thực ra mình không biết. Nhất là ở trong các trung tâm thiền, khi thiền sư hỏi: "Thế nào? Bạn hành thiền ra sao rồi? Có tốt không? Có bị phóng tâm không?" Bạn có thể sẽ trả lời như vậy: "Bạch thầy, nếu con ngồi một tiếng thì trong suốt một tiếng đó con không hề bị phóng tâm tí nào." Nhưng điều này là hoàn toàn không thể nào có. Chỉ khi bạn đã đắc thiền và có thể nhập trong an chỉ định thì mới có thể ngồi cả tiếng đồng hồ mà không bị phóng tâm suy nghĩ. Còn đối với những thiền sinh bình thường, dù định tâm có tốt đến đâu chăng nữa, khi ngồi, lúc này, lúc khác, suy nghĩ vẫn còn trở đi trở lại trong tâm. Hãy trung thực và nói đúng sự thật. Bạn không nên giả bộ tỏ ra là mình đã đạt được tuệ giác này nọ, tỏ ra đã hiểu biết được điều mà mình không thực sự hiểu. Cốt
chỉ để gây ấn tượng hoặc làm cho ông thầy mình hài lòng. Một số thiền sinh còn nói họ hành thiền là vì lợi ích của thầy. Thực sự thì bạn đâu có cần thiết phải hành thiền thay cho thầy. Thầy sẽ tự thực hành cho bản thân thầy. Bạn cũng phải tự thực hành cho chính mình như thế. Hãy làm một cách thật trung thực, chân thành và với đức tin chân chánh. Bạn không phải làm điều đó cho bất cứ một người nào khác. Bạn có thể bịa đặt là đã đạt được tuệ này tuệ kia mà thực sự mình không có, và nói ra điều đó chỉ để làm thiền sư hài lòng. Có thể thiền sư sẽ chẳng nói gì cả, nhưng thiền sư vẫn biết. Những Sero là danh từ người Miến Điện thường dùng để gọi các nhà sư đáng kính, các vị trưởng lão một cách trịnh trọng. Những Sero đã từng hành thiền và dạy thiền nhiều năm sẽ biết người này đang nói dối mình. Khi biết như vậy, họ chỉ cảm thấy thương hại cho kẻ đó. Họ cảm thấy thương hại bởi vì họ thấy rõ rằng, ồ, người này mong muốn quá nhiều khi nói rằng thiền tập của anh ta đang tiến bộ, đến nỗi anh ta phải tự lừa dối chính mình như thế. Nhưng nếu người này vẫn cứ tiếp tục làm như vậy, anh ta sẽ không thể tiến lên một chút nào được nữa. Cho nên đối với những người như thế này, cần phải nói cho biết là việc anh ta làm như thế là không thể chấp nhận được. Xin đừng bao giờ nói dối người thầy của mình. Giữa các bạn với nhau cũng thế. Bạn cũng muốn làm ra vẻ như là trình độ thiền của mình giỏi hơn những người khác. Tôi đã đạt đến trình độ như vậy và đại loại như vậy. Khi đã nói một lời dối trá thì bạn sẽ không thể tiến lên được một chút nào trong thiền. Hành thiền, thực hành pháp là để chỉ bày chân lý, sự thật. Nếu bạn thực sự mong muốn hiểu được chân lý, điều đó chỉ có thể xảy ra khi có sự chân thành và ngay thẳng, trung thực, một sự trung thực hoàn toàn. Bạn phải làm gì khi đã lỡ nói điều gì đó không chân thật? Hãy nhìn vào chính tâm mình, tự thú nhận với chính bạn là bạn đã nói quá sự thật. Rồi sau đó hãy tự sửa mình, đính chính lại với người kia rằng cái tôi vừa nói đúng là có hơi chút phóng đại, thực sự thì cũng không phải như thế. Chúng ta thực sự rất sợ phải thú nhận như thế, có đúng không? Điều đó thật là xấu hổ, không dễ mà nói ra được. Thế nên, tại sao nếu thực sự muốn hiểu được chân lý, muốn hiểu được chân pháp, bạn cần phải có rất nhiều dũng cảm? Nó đòi hỏi bạn phải có rất nhiều trung thực. Không có chân thực sẽ không có giải thoát. Không có chân thực thì không có cái gì là thật sự cả. Mỗi điều dối trá đều trói buộc cầm tù tâm bạn. Vì vậy bạn không còn được tự do nữa. Một khi đã nói dối thì người đó lại phải lặp lại nhiều lần nói dối nữa để che đậy lời nói dối ban đầu của mình. Như vậy tâm anh ta sẽ không thể có được một chút trong sáng an lạc nào. Mà không có những điều này thì trí tuệ sẽ không thể lớn mạnh. Nếu trí tuệ không lớn mạnh thì cũng không thể xây dựng được một nhân cách. Các phẩm chất trong tâm bạn sẽ không trở nên cao thượng hơn. Một kẻ dối trá vẫn biết rằng mình đang nói dối, và bởi vậy anh ta không thể tôn trọng chính mình. Anh ta không thể dốc hết tâm sức, toàn tâm toàn ý làm được bất cứ công việc gì, bởi vì anh ta biết đó chỉ là sự giả dối. Anh ta biết là mình đang dối trá. Ở nơi nào có sự dối trá, nơi đó không thể có được sự tận tâm hết mình. Cố gắng giả bộ đóng kịch khi bạn quan hệ giao tiếp với người khác sẽ không bao giờ có được sự trân trọng và tình bạn chân thành thực sự. Khi đó bạn cũng không thể trưởng thành và có một nhân cách cao thượng được tôi luyện và phát triển từ những quan hệ giao tiếp ấy được. Trong thiền tập mà nói dối, bạn sẽ không thể toàn tâm toàn ý được. Trong thiền, để đạt được sự tiến bộ thực sự rõ ràng, bạn cần phải thực hành 100% và có sự nỗ lực hết mình, toàn tâm toàn ý. Nếu không làm được điều này, bạn chỉ có thể đạt được một chút niệm, một chút định hời hợt, nông cạn,
không thể đạt đến trình độ niệm định thực sự cao hơn được. Khi bạn đang nói dối mà bạn biết mình đang nói dối, hoặc khi bạn giận mà biết mình đang giận, đó mới chỉ dừng lại ở mức độ niệm. Định còn nông cạn, bạn phải tiếp tục tiến lên để đạt đến những tầm cao mới, những trình độ niệm định cao hơn thế nữa. Tất nhiên, bạn cũng không thể bỏ qua bất cứ một bước nào trong những bước này. Bạn phải trải nghiệm qua tất cả những kinh nghiệm này. Vậy, nếu bạn thực sự muốn thực hành thiền thành công, thì hãy nhìn lại chính mình xem, tôi đã hoàn toàn trung thực hay chưa? Khi bạn ngồi xuống hành thiền, trước hết hãy tự hỏi mình, khi hành thiền, tôi có thực sự chân thành muốn hiểu được thực tại tuyệt đối, chân đế của danh và sắc hay thân và tâm hay không? Tôi có thực sự hành thiền là để thấy được tam tướng vô thường anicca, khổ dukkha, vô ngã anatta hay không? Bạn phải thực sự rõ ràng về điều này. Nếu bạn trung thực và thực sự thực hành, nhất định bạn sẽ tiến bộ một cách vững chắc. Nó có thể nhanh hay chậm, song nhất định sẽ có tiến bộ. Trong số những Phật tử cư sĩ của tôi biết có nhiều người cũng hành thiền. Lúc đầu thì dường như họ chẳng tiến bộ được mấy. Chỉ 6 tháng sau, họ đã tiến bộ được rất nhiều. Nhưng sau 1 năm, họ lại chỉ tiến được rất ít. Sau nhiều năm tháng hành thiền, họ mới tiến bộ được một cách vững chắc và đều đặn. Nếu bạn kiên trì thực hành với một thái độ đúng đắn, bạn sẽ luôn tiến bộ. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu. Không có sự trung thực, sẽ không có một cái gì đến với bạn cả. Cái giả tạo thật chất ra chẳng là một cái gì cả. Không có sự trung thực thì không có một cái gì thực sự có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao tôi lấy sự trung thực làm sức mạnh siêu nhiên cho mình, mang một ý nghĩa thật là thâm sâu. Năm, tôi không có bạn bè, tôi lấy chính tâm mình làm bạn. Là con người, điều tự nhiên là ai cũng phải có bạn bè và người quen biết. Nhất là đối với thiền sinh, họ có rất nhiều bạn lành, Kalyanamitta, thiện tri thức, những người bạn đạo cùng hành thiền. Họ thực sự là những người bạn thật đáng quý. Nhưng tác giả bài kệ này không nói đến những người bạn đó. Ông đang nói về những người bạn theo nghĩa tâm linh. Do vậy, ông mới nói ông lấy chính tâm mình làm bạn. Đây thật là những lời thật hay và sâu sắc. Chính tâm tôi là bạn của tôi. Thử nghĩ xem thật tuyệt vời biết bao khi tâm mình lại là bạn của mình. Đó thật là một điều sung sướng không gì bằng. Và hãy thử tưởng tượng điều ngược lại. Đối với rất nhiều người, tâm họ không phải là bạn của họ. Đối với một số người, tâm họ còn là kẻ thù của chính họ nữa. Một lần nọ, tôi đến thuyết pháp tại một trại cai nghiện ma túy. Bệnh nhân ở đây đều là những con nghiện nặng, họ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Vì vậy, tôi phải chọn một đề tài có thể thích hợp với tất cả mọi người. Chủ yếu là tôi nói với họ về sự cần thiết phải học cách tự yêu thương lấy bản thân mình, làm một người bạn tốt của chính mình, và sự cần thiết phải làm cho tâm mình trở thành bạn của mình. Đôi khi chúng ta cũng phạm lỗi lầm, bởi vì chúng ta chỉ là những con người bình thường. Ngay cả một bậc thánh Tu Đà Hoàn Sotapanna, bậc thánh nhập lưu, cũng chưa thoát khỏi những bất thiện pháp kia mà. Nhưng để đến mức nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát và trở nên xấu xa như thế thì quả là không tốt tí nào. Người sử dụng và lạm dụng ma túy tự gây hại cho sức khỏe của chính họ, phung phí tiền bạc và không thể làm việc một cách hiệu quả. Họ đánh mất đi phẩm giá của mình, bị xã hội xa lánh, tẩy chay.
Xã hội không còn lòng tin ở những con người như thế. Cuối cùng thì một số người còn bị cha mẹ đuổi khỏi nhà. Ngay cả người mẹ là người thật yêu thương con mình, rứt ruột đẻ ra, chăm nom bú mớm, từ lúc mới lọt lòng mà còn không thể chịu đựng được nữa. Họ đã tệ đến mức bị tất cả mọi người ruồng bỏ. Họ đã gây hại không chỉ cho sức khỏe, địa vị xã hội và danh tiếng của bản thân họ thôi. Họ đã phá hoại một điều rất quý giá, đó là trí thông minh, và họ cũng rút ngắn cả cuộc đời của mình lại nữa. Một số người uống rượu, uống nhiều đến nỗi làm hỏng luôn cả lá gan của mình. Họ đã làm tổn thương đến cuộc sống hôn nhân. Con cái họ bị ảnh hưởng xấu về tâm lý. Bạn thấy không, họ có thật nhiều nỗi đau khổ. Vậy ai là người đã ủng hộ họ trên con đường tự hủy hoại kinh khủng như vậy? Chính là tâm họ. Tâm họ mê thích, đắm chìm trong những đối tượng bất thiện và không thích hợp ở bên ngoài. Có phải vì yêu bản thân mình mà họ làm như vậy? Không phải. Đó là sự dính mắc vào những đối tượng bên ngoài đã khiến họ làm như vậy. Không nên nhầm lẫn sự dính mắc với tình yêu thương. Yêu thương và dính mắc thực sự khác xa nhau rất nhiều. Đối với một số người, dường như họ lại là kẻ thù của chính mình. Nếu hỏi họ có thương bản thân mình không, chắc chắn là họ sẽ nói có. Tuy nhiên, thực sự thì họ không hề thương bản thân mình. Nếu một cái tâm luôn xui khiến chúng ta làm những việc xấu xa, thì cái tâm đó chính là kẻ thù của mình. Còn cái tâm khuyến khích chúng ta làm những điều đúng đắn, thì cái tâm đó chính là bạn mình. Nếu tâm bạn luôn khuyến khích, sách tấn bạn làm việc tốt, thì cái tâm đó đã trở thành một người bạn luôn luôn ở bên cạnh bạn. Nếu có được điều này thì quả là một điều tốt đẹp biết bao. Khi tâm bạn đã thực sự trở thành một người bạn của bạn, thì về mặt tâm linh, bạn đã thực sự bắt đầu trưởng thành. Những người như thế này sẽ học được cách sống hạnh phúc và bình an. Thật ra, khi tâm bạn đã trở thành một người bạn thực sự 100%, thì khi đó bạn đã có thể đạt đến mục tiêu tâm linh của mình được rồi. Hãy nhìn lại tâm mình, nhìn để thực sự thấy rõ tâm mình là bạn hay là kẻ thù của mình. Nếu nó là bạn của mình thì hãy chăm sóc người bạn đó, luôn cố gắng vun trồng và phát triển những tâm thiện và tư tưởng tốt đẹp. Nếu nó là kẻ thù, cái bạn cần làm là biết quan sát nó một cách thông minh, bình thản và tĩnh lặng. Tham, lobha, sân, dosa, ngã mạn, mana, hiềm hận, ghen tị, nghi hoặc và ngờ vực, trào cử và bất an, hôn trầm và thủy miên, vân vân, vân vân, tất cả đều là những kẻ thù của mình. Chúng là những phiền não, không cần thiết phải lao vào một cuộc chiến tranh lớn với chúng làm gì. Điều phiền não sợ nhất không phải sự chiến đấu của chúng ta chống lại nó. Điều nó sợ nhất là việc bạn dùng chánh niệm, sati và trí tuệ để nhìn chúng một cách nhẹ nhàng, thoải mái, nhìn bình thản, tĩnh lặng và nhìn thật lâu. Nếu bạn nhìn vào một người nào đó một lúc lâu, một cách thật trầm tĩnh, bình thản, họ sẽ bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cũng như vậy, nếu bạn nhìn phiền não một cách cẩn thận với chánh niệm, thì nó sẽ không thể nào chịu đựng lâu trước con mắt soi xét của bạn, rồi nó sẽ phải biến mất. Đã có lần tôi nói với một người đệ tử của tôi rằng, khi tham muốn khởi lên trong tâm, hãy quan sát cái tâm ấy một cách đúng đắn, và khi có tâm sân khởi lên, cũng quan sát ngay cái tâm ấy một cách đúng đắn, một cách thích hợp. Người đó đã thử làm như vậy và sau đó kể với tôi thế này: Bạch ngài, con đã thử cố gắng nhìn tâm tham khi nó khởi lên.
Con chỉ kịp nhìn thấy nó được mỗi một lần là nó đã biến đi mất. Nó không thể chịu được khi bị nhìn lâu. Khi tham sanh khởi và bạn quan sát nó một cách thật cẩn thận, bạn sẽ hiểu rằng đó chỉ là tính chất của sự ham muốn, không phải là tôi ham muốn. Nó không phải là tâm của tôi, nó chỉ là một cái tâm sanh khởi bởi vì có nhân duyên đầy đủ cho nó sanh khởi mà thôi. Nếu một đối tượng mang những tính chất khiến cho nó hấp dẫn, thì khi đó một cảm giác thích thú với đối tượng sẽ xuất hiện. Nếu bạn nhận ra được những tính chất tâm này chính là vô ngã, anatta, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều từ chúng. Còn nếu bạn cứ nghĩ nó là cái tham của tôi, thì sẽ rất khó trừ bỏ được nó, bởi vì điều đó chỉ càng làm cho tâm tham mạnh lên mà thôi. Khi phiền não kết hợp với một ý niệm về cái tôi, chúng có thể phình lên rất lớn. Nếu phiền não không còn sự hỗ trợ của cái ngã, chúng sẽ bị yếu đi. Đó là lý do tại sao tôi nói với các bạn rằng đừng thấy tham và sân trong người chúng con quá mạnh, bạch thầy. Chúng con cảm thấy nặng lòng quá. Chỉ cần quan sát cái tâm đang sanh khởi đó một cách chánh niệm, tham, sân, ngã mạn, ghen tị, sáu, tôi không có kẻ thù, tôi lấy bất cẩn, phóng dật làm kẻ thù của mình. Trên thế giới này có những người chúng ta thương và cũng có những kẻ chúng ta ghét. Đức Phật cũng có kẻ thù. Nếu ngay đến cả Đức Phật cũng có kẻ thù, thì chắc chắn những con người bình thường chúng ta hẳn là cũng có một vài kẻ thù ghét mình. Tuy nhiên, tác giả bài kệ này đang nói đến một điều thật sâu sắc về tâm linh. Ý ông muốn nói là kẻ thù lớn nhất, đáng sợ nhất là sự bất cẩn, phóng dật, nghĩa là không có chánh niệm và trí tuệ, nghĩa là coi mọi thứ trên đời cứ như của trời cho, cư xử một cách nhận tâm. Đây thực sự là những lời nói thật thâm sâu. Tôi muốn các bạn hãy suy nghĩ thật sâu sắc về chúng. Trong những thứ làm cuộc đời của chúng ta trở thành vô giá trị và trống rỗng, thì thiếu chánh niệm và trí tuệ, sống bất cẩn, buông thả luôn đứng đầu bạn. Trong tiếng Pali, những cố tật này được gọi là avijja, vô minh, moha, si hay pamada, phóng dật. Khi có chánh niệm và trí tuệ thì sẽ có sự hiểu biết, được gọi là minh, vijja. Khi đó nó trở thành vô si, amoha và không phóng dật, apamada. Thiếu chánh niệm và thiếu trí tuệ là những kẻ thù lớn nhất. Bạn làm bất cứ điều gì, bạn suy nghĩ bất cứ điều gì, phải có chánh niệm. Chánh niệm phải đến đầu tiên. Khi chánh niệm mạnh, trí tuệ sẽ đến. Nếu lúc đầu đã không có chánh niệm thì cũng không thể có trí tuệ. Không có chánh niệm, bạn không thể phát triển được trí tuệ. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức ra được điều này. Khi bạn xem xét cách thức tâm citta và tâm sở cetasika hiện hữu cùng nhau, bạn sẽ hiểu rằng khi chánh niệm sati không có mặt trong tâm thì trí tuệ panya cũng không hề hiện hữu. Vì vậy, không có chánh niệm cũng không thể có trí tuệ. Trí tuệ làm tăng chất lượng cuộc sống của chúng ta. Cái làm hủy hoại chất lượng cuộc sống của chúng ta chính là không có trí tuệ. Song để có được trí tuệ, trước hết chúng ta phải có chánh niệm. Nếu không có chánh niệm, không có trí tuệ, làm mọi việc một cách bất cẩn, thì không có điều gì tốt đẹp có thể đến với bạn được cả. Nó còn có thể trở nên tồi tệ đến mức chất lượng sống của bạn hoàn toàn bị phá hỏng.
sự thành đạt về mặt vật chất của bạn cũng bị ảnh hưởng. Tôi đã từng thấy nhiều bạn trẻ thiếu chánh niệm, thiếu hiểu biết, không chăm chỉ, chịu khó, chỉ hoang phí thời gian của mình. Chất lượng sống của họ đang trở nên thật tồi tệ. Họ không quan trọng và không có đủ sự trân trọng đối với bất cứ điều gì để mà có được ý chí và quyết tâm thực hiện nó. Những con người như thế này sẽ không thể thành công hay giàu có được. Anh ta không sáng tạo, không phát huy được toàn bộ tiềm năng của mình và cũng không có đủ dũng cảm để làm những việc cần làm. Nếu thế giới này chỉ toàn những kẻ như thế thì hãy thử tưởng tượng xem một sự tàn phá kinh khủng như thế nào sẽ đổ xuống thế giới của chúng ta. Tôi không muốn trẻ em trên thế giới này sẽ trở thành như thế. Tôi nói điều này bởi vì tôi thấy nó thật phí hoài quá, chứ tôi không có ý định coi thường hay đổ lỗi bất kỳ một người nào cả. Tất cả mọi người đều có những chủng tử thiện trong mình. Tất cả những cái chúng ta cần làm là nuôi dưỡng nó lớn mạnh và phát huy được đầy đủ tiềm năng của mình. Tôi cũng đã từng đi qua một thời tuổi trẻ. Khi còn trẻ, tôi cũng đã từng có thật nhiều tham vọng. Một số thành sự thật, còn một số thì không. Cũng bởi vì tôi đã có được những lý tưởng cao đẹp, nên cái gì đến thì nó đã đến. Mọi việc xảy ra dần dần đã đưa tôi đến được như ngày hôm nay. Tôi muốn mọi người cũng nên có những lý tưởng cao đẹp cho mình và hãy làm những gì cần thiết trong hoàn cảnh hiện tại để được thành công và thành đạt. Tôi không muốn các bạn chỉ biết ngồi đó mà than thân trách phận về những điều đã không đến với mình. Hãy bỏ tất cả những điều ấy ở lại đằng sau. Có rất nhiều điều không thể xảy ra được bởi vì hoàn cảnh. Nhưng nếu chúng ta biết tìm được những việc khả thi và cố gắng làm thì sẽ có rất nhiều việc cho chúng ta làm. Sẽ không có thời gian để mà phung phí và chắc chắn là cũng không có lý do gì để hoang phí thời gian cả. Con người ngày nay dường như có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Hình như họ chẳng có việc gì để mà làm. Thật là một sự hoang phí khủng khiếp khi những tiềm năng vô hạn của con người không được giải phóng ra như vậy. Điều quan trọng là phải nhận thức được rằng rất đáng báo động nếu cứ để thời gian trôi qua phí hoài một cách vô ích tầm thường như thế. 7. Tôi không có áo giáp, tôi lấy tình thương làm áo giáp chở che mình. Áo giáp là một loại y phục được chế tạo để bảo vệ chúng ta khỏi đao kiếm và tên đạn. Tác giả nói rằng ông không có loại áo giáp vật chất này. Ông coi tình thương, tức là thiện ý đối với những người khác, chỉ thành tâm mong muốn những điều tốt đẹp đến với họ là chiếc áo giáp của mình. Khi chúng ta có tâm từ metta, tâm bi karuna, chúng ta chỉ mong muốn những điều tốt đẹp đến cho người. Về mặt tinh thần, chúng ta sẽ cảm thấy rất mạnh mẽ và an toàn. Chúng ta không còn cảm thấy sợ hãi hay đau buồn gì nữa. Khi một số Phật tử hay đệ tử của tôi đi nước ngoài, họ đến hỏi tôi: con cần phải mang theo cái gì bên mình để đề phòng bất trắc, nguy hiểm không? Ý họ muốn hỏi là có cần đeo bùa chú gì không? Tôi phải nói với họ rằng thầy chẳng có vật gì để cho các con cả. Quan điểm của nhà sư này là không bao giờ dựa dẫm vào bất cứ thứ gì ở bên ngoài. Khi thầy cần sự giúp đỡ, thầy đến với bạn bè và nhận lấy một chút những gì mình cần. Về mặt tinh thần, thầy không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì. Khi cần một sự giúp đỡ nào đó về sức khỏe hay vật chất, thầy sẽ hỏi xin cái đó. Thầy khuyên các con
không nên nương tựa vào những biểu tượng bùa chú hộ mệnh nào ở bên ngoài cả. Hãy nương tựa vào chánh niệm và tâm từ của chính mình, luôn luôn giữ lòng từ và chánh niệm miên mật trong tâm. Về mặt tôi nhận sự giúp đỡ và hỗ trợ đối với những thứ tôi cần từ những người khác. Khi tôi không được khỏe, họ chăm sóc tôi. Những điều này là cần thiết. Song về mặt tinh thần và tâm lý thì thực sự không nên phụ thuộc hay nương tựa vào bất cứ một ai cả. Tôi yêu thích sự độc lập từ khi tôi còn rất trẻ. Đức Phật cũng nói điều này, Attahi Attano Natho, nghĩa là ta là nơi nương tựa của chính ta. Tôi trân trọng những lời này một cách vô cùng sâu sắc, giữ chúng thật gần trong tim, và tôi cũng sống y như thế. Tôi cũng khuyến khích Phật tử và các đệ tử của mình sống y như vậy. Tôi không ủng hộ hay khuyến khích việc tin tưởng và dựa dẫm vào người khác hay những loại bùa chú hộ mệnh ở bên ngoài. Tôi cũng không bao giờ chấp nhận bất cứ sự phụ thuộc hoặc sự sùng bái cá nhân nào đối với tôi. Hãy tự nương tựa vào chính bản thân mình, giữ chánh niệm và tâm từ trong mình như là lá bùa hộ mệnh của bạn. Dĩ nhiên cũng có nhiều loại chánh niệm. Ở cuộc sống ngoài đời, chúng ta cần phải chánh niệm biết mình khi di chuyển, đi lại chỗ này, chỗ kia để tránh nguy hiểm, hay biết những điều đang diễn ra trong thân và tâm của chính bạn cũng là chánh niệm. Ngoài ra, bạn cũng nên cầu chúc cho tất cả mọi người đều được an vui, khỏe mạnh và có thành tâm kính trọng đối với họ. Nếu bạn có được một tâm từ thuần khiết, trung thực và chân thành với mọi người, bạn sẽ thấy là nhiều người cũng đáp lại bạn bằng tâm từ bi. Đôi khi thậm chí cả một người muốn chỉ trích, trù dập bạn cũng có thể sẽ trở nên hòa giải và sẽ không chỉ trích bạn nữa. Tôi đã từng sống ở nhiều nơi chốn khác nhau, đã từng ở trong rừng hoang thực sự. Tôi đã sống ở những nơi thực sự nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ tôi gặp nguy hiểm, bởi vì tôi luôn có một tấm lòng từ bi ấm áp thực sự đối với tất cả mọi người. Khi bạn biết rằng có nhiều người thương yêu và quan tâm tới bạn, bạn sẽ cảm thấy được an toàn. Tâm từ thực sự có tác dụng bảo hộ. Dù bạn có mặc áo giáp sắt loại nào đi nữa, nếu không có chánh niệm, bạn vẫn có thể bị thương. Song tâm từ giúp bạn tránh xa được mọi hiểm nguy là một điều có thật. Chánh niệm cũng giúp bạn được an toàn trước hiểm nguy. Song ngay bản thân Đức Phật cũng không phải luôn luôn được an toàn khỏi mọi hiểm nguy. Đã có nhiều kẻ cũng từng cố tâm làm hại Ngài. Nếu bạn phải trả nghiệp bất thiện trong kiếp quá khứ, bạn cũng không thể tránh được nó. Nhưng nếu bạn thực sự sống với chánh niệm và từ bi, bạn sẽ được an toàn khỏi hầu hết các mối nguy hiểm thông thường. Nếu bạn lấy tâm từ hay tình thương của mình làm tấm áo giáp an toàn nhất và sử dụng nó như một hàng rào quanh mình, bạn sẽ không chỉ cảm thấy an toàn mà còn được vui lòng mãn nguyện nữa. Tấm lòng từ bi, chánh niệm và sự định tĩnh sẽ giúp bạn sống và làm việc với một tư cách chững chạc, đàng hoàng, với sự trong sáng và bình an. Một số vị Sayadaw nổi tiếng có một nội tâm thật trong sáng và bình an. Niệm và định của các ngài rất mạnh. Khi bạn đến gần các ngài, bạn cảm thấy tâm mình cũng trở nên thật tĩnh lặng. Tôi đã kinh nghiệm điều này nhiều lần. Tại sao lại có điều ấy? Bởi vì bạn đã bước vào trong trường tâm từ, định tĩnh và bình an của các ngài. Vậy khi bạn thường xuyên rải tâm từ và luôn có tâm từ trong tim
bạn sẽ có một trường từ ái luôn bao quanh mình. Nhờ ảnh hưởng của tâm từ, chính bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, sáng suốt, an lạc hơn. Và nó cũng trả 8. Tôi không có thành lũy, tôi lấy tâm bất động làm thành lũy cho mình. Thành là một công trình kiên cố với những bức tường dày, được xây dựng để chống lại những cuộc tấn công của quân địch. Các cánh cửa cũng được bọc sắt, và chỉ có một cửa duy nhất ở tầng dưới cùng. Tầng trên cùng chỉ có một vài cửa sổ rất nhỏ. Những người có nhiều tài sản, có quyền lực và địa vị, có vị trí cao trong xã hội thường có rất nhiều kẻ thù, và chỉ nhờ sống trong những bức thành không thể xâm nhập được như thế mới đem lại cho họ một cảm giác an toàn nào đó. Tác giả nói ông không có một bức thành nào cả. Ông lấy tâm bất động, vững chắc, không lay động, có niệm sati và định samadhi vững mạnh làm thành trì để an trú. Một cái tâm bất động và kiên cố được hiểu đơn giản là định samadhi. Nếu niệm sati của bạn được liên tục thì cái tâm đó chính là bản chất của niệm. Khi định và niệm mạnh, kẻ thù phiền não sẽ không thể xâm nhập được. Thành trì vật chất được xây bằng gạch, đá và sắt thép chỉ có thể bảo vệ bạn khỏi những kẻ thù từ bên ngoài như con người mà thôi. Nó không thể ngăn chặn được những phiền não luôn có mặt trong tâm bạn. Chỉ có niệm và định cùng với trí tuệ mới có thể bảo vệ tâm bạn khỏi kẻ thù phiền não. Trí tuệ càng sâu sắc thì sự bảo vệ mà nó mang lại cho bạn càng vững chắc. Đây là một điểm rất quan trọng và sâu sắc. Phiền não là những kẻ thù còn ghê gớm hơn bất cứ kẻ thù nào ở bên ngoài. Chính vì phiền não mà con người đã làm biết bao nhiêu việc bất thiện trên đời. Một khi đã thực hiện một hành động bất thiện thì sẽ có một quả báo tương ứng. Chúng ta không thể chạy trốn hay tránh né được quả báo của hành động mình đã làm. Chúng sẽ trổ quả khi có cơ hội. Cuộc sống của chúng ta là kết quả của những gì mà tâm chúng ta xứng đáng được nhận. Nếu chúng ta có tâm xấu thì sẽ có quả báo xấu. Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn quan sát cái tâm của mình trong mọi lúc. Quan sát nó thật nhiều, nhiều đến mức chúng ta có thể làm được. Cố gắng nhận ra những thái độ sai lầm của mình. Bạn cảm thấy thế nào và bạn nghĩ gì khi có những thái độ như thế? Hãy quan sát những thái độ bất mãn, thù hận, ý muốn phá hủy, làm hại, muốn làm những việc nhiệt não hại người. Hãy đơn giản quan sát chúng một cách nhẹ nhàng. Đừng cố cưỡng ép nó phải thay đổi ngay. Chỉ cần duy trì sự quan sát và chánh niệm hay biết nó. 9. Tôi không có gươm đao, tôi lấy vô ngã làm thanh kiếm bên mình. Những chiến binh thời cổ thường mang một thanh gươm dài lững lặng bên hông. Đó là vũ khí của họ. Họ mang nó theo mọi nơi. Kẻ thù của họ cũng có vũ khí như vậy. Khi gặp quân địch, họ rút gươm ra và chiến đấu. Họ cũng dùng nó làm vũ khí tự vệ cho bản thân mình. Tác giả nói ông không có một thanh gươm thực sự như thế. Ông lấy sự vắng mặt của cái ngã, cái tôi làm thanh kiếm tự vệ cho mình. Con người bình thường có thể sử dụng các loại kiếm thông dụng như vũ khí hay súng ống. Những người trí tuệ chỉ đơn giản sử dụng vô ngã làm vũ khí cho họ.
Bất kể loại kẻ thù nào, khó khăn nào, dù đó là những thăng trầm, thịnh suy trong cuộc đời, khi họ nhìn chúng với sự hiểu biết về vô ngã, tất cả những điều đó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, chúng sẽ tan chảy đi mất. Nhưng cái trí tuệ có thể thấy được tất cả các pháp thế gian, loka dhamma, những thăng trầm, thịnh suy trong đời là vô nghĩa mới thực sự quan trọng và ý nghĩa. Chỉ với sự hiểu biết này, chúng ta mới có thể trở thành một con người vững vàng và trưởng thành với một sức mạnh to lớn trong tâm. Chẳng hạn, có một người nói điều gì đó với bạn mà bạn không thích và bạn không thể tha thứ được. Nếu chúng ta nghĩ về điều đó với ý niệm về cái tôi của mình, chúng ta sẽ nghĩ rằng hắn ta đã nói cái này cái nọ với mình, hắn ta và mình thể hiện cái bản ngã. Bọn hắn sẽ phải biết tay ta. Và những tư tưởng đại loại như thế mang đậm bóng dáng của một cái ngã trong tâm bạn. Nếu bạn nhìn sự việc từ góc độ tâm linh thì sẽ thấy người nói câu đó chỉ là danh sắc, và cái tôi đang bực mình đó cũng chỉ là danh sắc mà thôi. Lời nói chỉ là những ngôn từ và những âm thanh được phát ra. Ngôn từ là khái niệm chế định của tục đế Panyati, trong khi âm thanh là thực tại chân đế Paramattha. Chân đế chỉ sanh khởi rồi diệt liền tức khắc. Cái nghe chỉ là nhĩ thức sanh lên rồi diệt. Cái tâm bực bội cũng là một hiện tượng sanh và diệt. Nếu bạn thấy rằng tất cả những điều này là vô ngã, không có một ai ở đó cả, thì còn cần phải tiếp tục nữa làm gì? Không có điều gì cần phải làm thêm nữa. Đó là chỗ kết thúc của vấn đề. Nếu chúng ta nhìn mọi sự dưới ánh sáng vô ngã và vô thường thì chẳng cần thiết phải kéo dài vấn đề ra làm gì nữa. Nó sẽ là một câu chuyện rất ngắn gọn. Dù đó chỉ là một sự khó chịu nhỏ nhặt hay thậm chí là một vấn đề thực sự to tát mà chúng ta gặp phải, nếu chúng ta chánh niệm đối với nó và nhận ra rằng đó chỉ là vô ngã thì sẽ không cần phải làm gì nữa. Nếu bạn bị đau ốm và phải uống thuốc thì hãy uống, nhưng nếu có thể được thì hãy kham nhận với cơn đau và chánh niệm hay biết nó. Không cần thiết phải nghĩ rằng tôi thật không may và tại sao điều này lại xảy đến với tôi cơ chứ, vân vân và vân vân. Nó xảy ra do điều kiện, hoàn cảnh. Chúng ta sẽ kham nhận, chịu đựng nó đến mức có thể kham nhận chịu đựng được. Nếu nó không giảm, và thậm chí nếu bạn phải chết vì căn bệnh ấy, khi bạn thực sự nghĩ nó là vô ngã thì bạn sẽ không còn sợ chết nữa. Cách đây không lâu, có một người tôi quen vừa mới chết. Ông chết một cách rất thanh thản, bình yên. Con gái của ông nói rằng khoảng một tuần hay chừng 10 ngày trước khi chết, cha cô trông thay đổi rõ rệt. Trước đó ông không thể chấp nhận được cái chết và cố gắng chống cự lại nó. Đến khi gần chết, ông mới nhận ra rằng mình không thể chống lại được nó. Trước kia ông đã từng hành thiền, nên sau khi chấp nhận cái chết sẽ đến với mình, ông trở nên thanh thản và bình yên hơn với mỗi ngày trôi qua. Khi chết cũng vậy, ông chết một cách thanh thản với hai tay chắp lại trước ngực và thở đều đặn. Ông không chống cự, không đấm đá, dạy dùa, không kiệt sức, nghẹt thở hay làm bất cứ cái gì khác, chỉ chết như thể vừa lên giường đi ngủ. Có rất nhiều cách chết.
Một số người chết hết sức đau đớn, một số chết một cách bình yên. Người biết hành thiền đa phần chết một cách rất bình yên. Những thăng trầm nào chúng ta phải đối diện trên đời, nếu chúng ta có bất cứ một xu hướng ngã mạn nào trong đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ là người thua cuộc. Tôi đã ghi chép lại một số điểm chính rất hữu ích trong quá trình thiền tập dài hạn. Tôi muốn tặng cho tất cả các bạn thật nhiều kiến thức nếu bạn ghi nhớ và áp dụng những điều này vào trong cuộc sống của mình. Tầm mức cuộc sống của bạn sẽ càng thêm tăng tiến. Con đường phát triển tâm linh là con đường học hỏi cả cuộc đời. Nói về tâm linh là nói về một nội tâm đáng trân trọng, là nói về trí tuệ. Đây là công việc của cả một đời người, không có điểm cuối cùng. Bạn phải thực hiện công việc này cho đến tận ngưỡng cửa của cái chết. Nếu bạn theo đuổi con đường này lâu dài và đủ nhiệt tâm, trí tuệ của bạn sẽ dần dần được hội tụ đầy đủ. Chúng ta thu lượm từng chút kiến thức chỗ này, chỗ kia, từ nhiều kinh nghiệm đa dạng của mình. Những hoàn cảnh khác nhau dạy cho chúng ta những bài học khác nhau. Và khi chúng ta thu gom từng chút kinh nghiệm như vậy, những bài học đó sẽ dần dần được hội tụ đầy đủ, và chúng ta sẽ bắt đầu có được một bức tranh toàn cảnh về nó. Dần dần rồi mọi việc sẽ bắt đầu trở nên ngày càng có ý nghĩa và sáng tỏ hơn đối với bạn. Khi trí tuệ đã trưởng thành, nó sẽ cho thấy rõ ràng đâu là nhân, đâu là quả. Nếu chúng ta không thấy được nhân quả, chúng ta sẽ không thể hiểu được vấn đề. Chúng ta sẽ trở nên rối mù, và rồi mọi việc sẽ trở nên thật vô ích và vô nghĩa. Trong thế giới này, nếu chúng ta có thể nhìn được mọi thứ với con mắt trí tuệ quảng đại, dần dần chúng ta sẽ bắt đầu thấy được lý do tại sao sự việc xảy ra, và rồi chúng ta sẽ hiểu được làm thế nào mà cách làm việc như vậy sẽ đem lại kết quả nhất định như vậy. Về mặt tâm linh, nếu một người đã thực sự hiểu được một cách sâu sắc bản chất của danh, sắc và nhân quả, thì trong mọi việc thế gian, người đó sẽ luôn giữ được bình tĩnh và khách quan, không thiên vị, thành kiến. Nhờ vậy, người ấy có thể thấy được một cách rõ ràng những nhân duyên khiến cho sự việc xảy ra và cả những kết quả do nó mang lại nữa. Đôi khi tôi cũng tham gia vào một số vấn đề của thế gian, và tôi thấy nó cũng thật thú vị. Tôi biết vấn đề đó là quan trọng, và tôi có thể thấy được những nguyên nhân, nguồn gốc sâu xa của nó. Và tôi cũng có thể thấy được mình phải bắt đầu từ chỗ nào để giải quyết được vấn đề nữa. Cũng y hệt như vậy, khi tôi nhìn lại cuộc đời mình, khi tôi xem xét lại thật kỹ mọi việc tốt, xấu tôi đã trải qua trong đời, tôi thấy một cách thật rõ ràng lý do tại sao sự việc lại xảy ra như thế, và thấy được những hậu quả của nó như thế nào. Ngay cả việc thấy nhân quả cũng có hai cách thấy. Có cách thấy bằng sự thật chế định, Samuti Satcha, là những thực tại thông thường mà chúng ta đã biết. Thế giới, con người, đàn ông, đàn bà, của anh, của tôi, nên hay không nên, đó là một phần của hệ thống giá trị được chúng ta chấp nhận.
và có cách thấy bằng sự thật chân đế Paramattha Satcha. Đó là bản chất nguyên thủy thực sự của mọi thứ. Hiểu được nhân quả thực sự trong phạm vi của sự thật chế định là điều quan trọng. Dẫu sao, khi chúng ta giao tiếp, quan hệ với nhau, chúng ta cũng đều phải ở trong thực tại chế định này. Nếu chúng ta thực sự hiểu được nhân quả, chúng ta sẽ quan hệ, giao tiếp một cách hiệu quả hơn. Nếu chúng ta không thấy được nhân quả, sẽ có vô số vấn đề xảy ra, không bao giờ chấm dứt. Đó là lý do tại sao khi bạn hiểu được pháp, cuộc sống của bạn sẽ trở nên rõ ràng, sáng suốt và không có lý do gì mà phải náo loạn, rối tinh cả lên nữa. Bất kể rắc rối, khó khăn nào, nếu bạn không bị giật dây bởi sự yêu ghét cá nhân và những chấp thủ dính mắc quanh cái tôi, mà thay vào đó bạn đứng về phía bên pháp, pháp sẽ vận hành để đem lại một giải pháp tốt đẹp nhất có thể được cho bạn. Pháp sẽ giữ gìn cho cuộc sống của bạn luôn luôn rõ ràng và sáng suốt. Khi tâm bạn rõ ràng và sáng suốt, cuộc đời của bạn cũng rõ ràng và sáng suốt. Trí tuệ và sự hiểu biết cũng rõ ràng và sáng suốt. Khi tâm bạn không sáng suốt, cuộc đời không thể sáng suốt, rõ ràng và cũng không thể có trí tuệ và hiểu biết sáng suốt rõ ràng được. Dần dần, chúng ta sẽ đạt được một sự hiểu biết sâu sắc về tất cả mục đích cuộc sống của mình. Khi trí tuệ của chúng ta đã bắt đầu được hội tụ đầy đủ, chúng ta sẽ bắt đầu hiểu được mục đích của cuộc đời và của kiếp nhân sinh này. Những người có được một cái nhìn tâm linh sẽ không còn nghĩ về mọi thứ như là chỉ có trong một kiếp sống này mà thôi. Họ nhìn thấy được cả toàn bộ kiếp sống như cái nhìn của con chim từ trên cao nhìn xuống. Như vậy, họ có thể chuẩn bị trước cho mình về những điều họ sẽ phải đối diện và tránh né những điều có thể ngăn chặn, tránh né được từ trước. Khi sự hiểu biết về toàn bộ kiếp sinh tồn này của chúng ta càng trở nên sâu sắc và mạnh mẽ, chúng ta càng có thể sống cuộc đời mình một cách sáng suốt và rõ ràng hơn. Nếu chúng ta có được sự hiểu biết về toàn bộ kiếp nhân sinh này, chúng ta sẽ không còn cái nhìn thiện cận, hẹp hòi và những điều tốt xấu trên đời nữa. Có những điều mà chúng ta không thể chấp nhận được hay không thể hiểu được nếu chúng ta cứ khư khư giữ chặt cái nhìn hạn hẹp và thiện cận. Với quan điểm như vậy, các cảm xúc của chúng ta trở nên rất mạnh mẽ và kích động. Chúng ta có thể sẽ than vãn, khóc than về những điều không may đã xảy đến với mình, rằng tại sao lại là tôi phải nhận những điều bất hạnh đó. Đối với những người có trí tuệ và hiểu biết, họ sẽ biết được những nhân duyên nào đã hay có thể đưa đến những hoàn cảnh như thế, và do đó họ sẽ chấp nhận được nó. Nếu trong những trường hợp phải đối diện, đương đầu họ sẽ đối diện với một nội tâm bình an và thanh thản. Có những pháp thế gian, Lokathamma, những thăng trầm thịnh suy trong đời mà chúng ta không thể tránh được. Chúng ta chỉ có thể đối diện với nó bằng trí tuệ, hiểu biết và chánh niệm. Có những pháp thế gian có thể tránh né được, tùy thuộc vào mức độ trưởng thành hay mức độ khôn ngoan, trí tuệ của chúng ta. Và nếu chúng ta có thể tránh né được chúng, chúng ta vẫn phải duy trì, giữ gìn các phẩm chất ấy với tâm chánh niệm quan sát. Đối với những điều không thể tránh được, chúng ta sẽ không còn tự than thân trách phận, nói tại sao những điều này lại xảy đến với tôi. Chúng ta nhận ra được rằng
Đó là vì trước kia mình đã từng làm một việc gì đó để đến bây giờ mình phải xứng đáng nhận cái quả của nó. Sự hiểu biết này làm chúng ta thêm sức chịu đựng, kham nhẫn và một cách chính xác thì chính điều này sẽ làm chúng ta trưởng thành hơn. Chúng ta đã có được sự bình an trong tâm để có thể kham nhẫn chịu đựng về mặt thể chất và vật chất, nhưng về tinh thần chúng ta sẽ không phải chịu nhiều đau khổ nữa. Hầu hết mọi người đều đi qua cuộc đời này một cách mơ hồ và mờ nhạt. Nhiều người cả đời chỉ vùng về lằng mò quanh quẩn, một số lại lưỡng lự phân vân phỏng đoán xem mình phải làm gì. Đôi khi chúng ta rất muốn làm một việc gì đó và bắt tay vào làm. Một thời gian sau, chúng ta lại thấy mình chẳng còn thích thú công việc đó nữa. Đôi khi chúng ta cố gắng phấn đấu để đạt được điều mình mong muốn, thế nhưng khi đạt được rồi, chúng ta lại chẳng hề muốn nó nữa. Những điều đại loại như thế xảy ra rất nhiều ngay trong cuộc sống của chúng ta. Nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Trong đời tôi đã từng mong muốn làm hoặc có rất nhiều thứ, đến mức tôi đã đầu tư bao nhiêu thời gian, có khi mất nhiều năm trời, bỏ vào đó thật nhiều công sức, tự gánh vào thân rất nhiều cơ cực, đau khổ và vật lộn để có được chúng. Nhưng khi đã thực sự có được những thứ mà tôi vẫn hằng mong ước, thì tôi lại thấy rằng đó không phải là những thứ mình thực sự muốn. Nhưng khi nhận ra được điều đó, thì tôi đã tiêu phí quá nhiều thời gian và sức lực cho nó mất rồi. Thực tế, có rất nhiều người đi qua cuộc đời mà không thực sự biết một cách chắc chắn và chính xác là mình muốn gì. Họ chỉ đi qua cuộc đời một cách thật mơ hồ, vật vờ, vô vị, một cách thật lơ đễnh và hú họa. Những người hành thiền thì không bao giờ như thế. Kinh nghiệm sức mạnh tâm linh về cơ bản là một kinh nghiệm tràn đầy niềm vui sướng, hân hoan. Khi chúng ta đã có một cái nhìn rõ ràng, sáng suốt về cuộc đời mình và làm những việc nên làm với sự tận tâm, chu đáo hết mình, chúng ta sẽ thấy những điều tốt đẹp sẽ bắt đầu đến với mình. Điều này tiếp nối điều kia. Tiến trình này đem đến cho chúng ta thật nhiều sức mạnh. Và chính sự hiểu biết này là một sức mạnh. Chúng ta có thể tự tin làm một công việc nào đó, hoàn toàn ý thức được về nhân và quả, không còn lẫn lộn một chút nào nữa. Chính sự tự tin đó, bản thân nó sẽ đem lại cho chúng ta một sức mạnh, một năng lực và một kỹ năng thiện xảo. Có rất nhiều loại sức mạnh, cũng như sức mạnh chính trị hay sức mạnh quân sự, tâm linh cũng có sức mạnh. Hai loại sức mạnh đầu là những nguồn sức mạnh ở bên ngoài, chúng không thể tồn tại mãi mãi. Sức mạnh tinh thần từ bên trong trái tim ta cực kỳ vững mạnh và kiên định. Nó có tác dụng thu thúc và tự chế, làm con người chúng ta trở nên đứng đắn, chững chạc và kiên định. Người có được sức mạnh này không bao giờ cảm thấy mình yếu kém cả. Anh ta luôn cảm thấy mạnh mẽ, không bao giờ có cảm giác thua thiệt, thấp kém. Nó mang lại một sự bình an thật lớn lao cho tâm hồn. Sức mạnh tâm linh về bản chất là cao thượng, với những khát vọng và mục đích cao thượng, và do đó nó không thể bị lạm dụng. Sức mạnh đó chỉ có thể mang lại những điều tốt đẹp. Nếu bạn muốn phân loại các loại sức mạnh, chúng ta có thể phân nó ra thành sức mạnh phá hoại và sức mạnh xây dựng, hay là sức mạnh có ích.
Chúng ta cũng có thể gọi nó là sức mạnh nuôi dưỡng. Đó là loại sức mạnh tạo ra những điều tốt đẹp, có tác dụng bảo vệ và nuôi dưỡng. Sức mạnh tinh thần cũng là một loại sức mạnh nuôi dưỡng. Những người có được sức mạnh này muốn làm những việc lợi ích tốt đẹp cho những chúng sanh khác, và họ cũng có được sức mạnh và trí tuệ để làm được điều đó. Họ tích cực làm những công việc này, họ không thể chống lại việc đó. Sức mạnh tinh thần này luôn khát khao cần được hoàn thành đầy đủ. Tôi phải làm điều đó, tôi phải làm với tất cả khả năng của mình. Đó là lý do tại sao những con người từ ái, trí tuệ, và đặc biệt là những con người có được cái nhìn về tâm linh, chỉ mong muốn được làm việc vì lợi ích của những người khác, và họ cũng luôn làm điều đó một cách thực lòng. Con người chỉ có thể thực sự đạt được sự hoàn mãn trong cuộc đời khi họ hành động vì lợi ích của người khác. Con người không thể sống một mình, chúng ta luôn luôn gắn liền với nhau. Nếu chúng ta sống đơn độc một mình, chúng ta cũng không thể hiểu biết được nhiều điều như thế này. Nếu chúng ta sống một mình, chúng ta cũng không có cơ hội để phát triển tâm từ, metta, tâm bi, karuna, lòng kiên nhẫn, sự tha thứ, khoan dung, chia sẻ sự hiểu biết của mình với mọi người, luôn cầu mong những điều tốt đẹp đến cho người, và những phẩm chất và hiểu biết cao thượng khác cũng sẽ không có cơ hội nảy nở trong ta. Những phẩm chất và hiểu biết cao thượng của tâm sẽ không thể đơm hoa kết trái. Những điều này đến từ chính cuộc sống của chúng ta trong xã hội và từ những quan hệ giao tiếp với nhau. Nếu chúng ta sống một mình thì tất cả mọi tiềm năng chúng ta có sẽ không bao giờ có cơ hội hiện lộ. Khi nghĩ về những điều này, tôi nhận ra rằng tôi đã có được cơ hội để làm những việc cần làm và biết được những việc nào cần phải làm, chính là nhờ ở rất nhiều người. Tôi phải cảm ơn cả thế giới này, muôn thú, cỏ cây, trái đất, núi rừng, tự nhiên, không trừ một ngoại lệ nào, đều đóng góp công lao trong đó. Không chỉ những người ở đây hôm nay, mà cả những người từ lâu trước kia, tất cả mọi việc họ làm trước nay đều cùng nhau tác động đến tôi. Nhờ có họ nên tôi mới có được kết quả này. Tôi cảm thấy biết ơn họ thật nhiều. Khi nhận ra được một chút lòng biết ơn lớn lao mà tôi đã mang nợ với tất cả, tôi bắt đầu cảm thấy mình muốn đáp trả lại một điều gì đó. Dù điều đó thật là nhỏ nhoi, tôi muốn làm vì lợi ích của mọi người. Có những niềm vui đến cùng sự thiền xảo và thuần thục. Biết cách làm một việc gì đó một cách tốt nhất và có thể thực hiện được công việc đó, điều đó mang lại một niềm vui sướng, hân hoan vô cùng. Đó là một loại kỹ năng thiền xảo để có thể làm với sự hiểu biết cặn kẽ về hiệu quả của công việc mình làm và những nhân duyên nhất định cần phải hội đủ để làm được công việc đó. Biết cách sống và biết việc cần làm, điều đó làm cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp, và việc bạn có thể áp dụng sự hiểu biết đó một cách thiện xảo, khéo léo là một niềm vui. Nó mang lại sự sáng suốt và hạnh phúc cho bạn. Không có sự thỏa mãn nào lớn hơn là luôn thực sự hay biết việc mình đang làm. Điều thực sự đáng hài lòng, đáng tưởng thưởng là việc chúng ta có thể làm những điều phù hợp với tính cách của mình, với sự tin tưởng, không hề lưỡng lự hay băn khoăn, ngần ngại về việc có nên làm hay không. Điều đó thực sự đáng hài lòng, và tôi nghĩ không thể có điều gì mãn nguyện hơn là biết cách làm việc và làm một cách thuần thục, tốt đẹp. Chúng ta chỉ thực sự cảm thấy có sức sống khi chúng biết được một cách dứt khoát điều